Các bạn mến, do truyện bản dịch chỉ hết tập này thì dừng. Truyện bản cân vớt còn ra tiếp, cho nên mình bỏ một đoạn ở tập này cho nó khớp với tập tiếp theo. Bạn nào mới nghe thì nghe hết tập. Bạn nào nghe rồi thì nghe lại khoảng 2 phút cuối cho dễ nắm phần tiếp theo. Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 67. Gừng càng già càng cay, Diệp Thương cũng không phải là kẻ ngốc. Trông ánh mắt của cháu gái ỷ ông ta khi nhìn chàng trai này, đâu có giống ánh mắt đồ đệ nhìn sư phụ, giống gia nhân nhìn tình lang của mình hơn, đừng có nói là tình sư đồ nha. Hay có thể nói là, cháu gái ông ta thích người lớn tuổi hơn. Triệu Bân mặt dày, phản làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Diệp Lan thấy ông nội nhìn mình như thế thì vội vàng chuyển tầm mắt. Ta đi tìm phụ thân. Diệp Lan như một cơn gió, xoay người biến mất không thấy bóng dáng. Sau đó, Triệu Bân lấy Thiên Linh Châu ra, Diệp Thương bèn nhận lấy. Đây là, Thiên Linh Châu, một. Diệp Thương thấy thế thì giật mình bật thốt lên. Có lẽ là không chắc nên ông ta lấy một quyển sách cố cũ nát ra, lật vội mấy tờ, cản cứ hình vẽ trên đó để so sánh, sau đó mới xác định, không có gì để nghi ngờ, là Thiên Linh Châu. Nó có tác dụng gì không? Triệu Bân lại hỏi. Không có tác dụng đặc biệt gì, đó là một cái chìa khóa, Diệp Thương chậm rãi nói. Chìa khóa hả? Nghe đồn có tống cộng 7 viên Linh Châu như vậy, gom đủ 7 viên có thể mở ra được một kho tàng. Thời trẻ ta có nghe Thái Tổ nói đó là bảo tàng của một đại thần thời viền cố để lại. Thì ra là vậy. Triệu Bân nhận lại Thiên Linh Châu, cầm trong tay lau rồi lại lau. Thảo nào lão đầu chọc lại kích động như vậy, thì ra là liên quan đến kho tàng của thần sáng. Thế thì, vẫn nên để ở chỗ hắn là thích hợp nhất. Kiếm Long Uyên run lên một cái, cũng may chưa làm vỡ mất Thiên Linh Châu. Kho tàng của thần sáng, bên trong hắn là ấn dấu vô số bảo bối. Theo lão đại lăn lộn, có thịt ăn. Đêm đến, Triệu Bân ra khỏi thế giới nhỏ. Đi cùng với hắn chính là Diệp Lan. Chẳng mấy chốc, tiếng đàn đã vang lên. Cầm khúc du dương rồi lại xa xăm. Triệu Bân đàn cực kỳ nghiêm túc. Diệp Lan nghe như si như say. Thế nhưng, khúc tỉnh thế đàn đến hơn nửa đêm cũng không thấy cô ta có phản ứng khác lạ, khiến Triệu Bân hết sức dầu dĩ. Chẳng lẽ khúc tỉnh thế thật sự không tác dụng với người đã luân hồi? Hay có thể nói từ đâu đến cuối trí có mình hắn suy nghĩ nhiều. Đêm đã về khuya, dì ệp Lan lơ đãng chìm vào giấc. Ngủ, Triệu Bản tạo ra từng tầng mây dẫn lên cao, hắn đi từng bước lên mái hiên, một mình ngồi đó ngẩn người, khi thì ngước lên nhìn ánh trăng, dường như đang nhìn nguyệt thần. Nếu Tú Nhi có ở đây, xác sẽ giải thích được câu hỏi của hắn. Có lẽ do ánh trăng quá mộng ảo, hắn cũng nằm đó ngủ. Triệu Bản. Diệp Lan nói mớ trong giấc mơ, lại không có ai nghe thấy. Có lẽ âm thanh tỉnh thế vẫn có tác dụng, lại không thể phá giải ký ức kiếp trước. Rầm, sắc trời vừa sáng thì đã nghe thấy tiếng nố mạnh trong Diệp gia. Đó là ảm thanh truyền đến từ thế giới nhỏ, bên trong đó đang đi ẻn biến dị tượng. Đó là dị tượng thăng cấp. Gia chủ Diệp gia lại nghịch thiên đột. Phá, hay, Diệp Thương thấy thế thì hào hứng cười to. Người Diệp gia cũng hoan hô chúc mừng, từ đầu đến cuối chỉ có vài ngày, lão Tố đã khôi phục tu vi, gia chủ sóng sau đẻ sóng trước, lại đột phá bình cảnh, tính ra thì Diệp gia đã có 2 cảnh giới thái hư, nếu tính thêm sư phụ của thánh nữ, thì là 3 người, họ đã không còn sợ hầu thị nữa rồi. Đừng vội, vẫn còn nữa mà. Sau Diệp Phôm, người Diệp gia lại liên tục đột phá. Tu luyện tẩy phách dịch hồn kinh khiến tư chất của họ tăng lên đáng kế. Rất nhiều người thăng cấp lẽn cảnh giới động hư, cũng có nửa người bước nửa chân sang thái hư, đội hình đó đủ để Diệp gia đứng vững gót chân rồi. Diệp gia vẫn chưa quyết định mở phủ ra. Trải qua khói lửa chiến tranh, họ vẫn cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi lại sức. Tất nhiên, nếu có người cứng đầu đòi đấu võ, tộc Diệp thị cũng không ngại hay ngán ai. Teng! Tiếng đàn trong sân nhỏ vẫn kéo dài suốt mấy ngày không ngơi nghỉ. Bình thường, người Diệp gia đi ngang qua. Nhất là lớp trẻ, đều nghỉ chân ở xa xa bên ngoài, tĩnh tâm nghe, thậm chí, có người còn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống vừa nghe đàn vừa tu luyện, khúc nhạc này rất kỳ dị, nghe thấy nó tâm cảnh sẽ trở nên sáng hơn, có thể sánh ngang hoặc hơn cả tỉnh tâm chú. Trong sân, cảnh tượng hết sức hữu tình. Triệu Bân đánh đàn, Diệp Lan múa kiếm. Tiếng đàn của hắn nghe xa xăm, điệu múa của cô ta lại uyển chuyển xinh đẹp.
nhìn thế nào cũng thấy hai người như một đôi thần tiên quyến lữ. Không phải luân hồi ư? Những lời đó, Triệu Bân đã thì thào không biết bao nhiêu lần. Tiên khúc tình thế đã được hắn đàn đến cực hạn, nhưng người nghe đàn lại chẳng hề có phản ứng gì. Cô ấy là thê tử của ngươi hả? Diệp Lan múa kiếm lại nhìn về phía này. Cô ấy lớn hơn cô 2 tuổi, Triệu Bân vừa đánh đàn vừa thuận miệng trả lời. Tình tỷ đệ ư, Diệp Lan nói thầm, lại bất giác nhìn Triệu công tử thêm vài lần. Hắn rất tuấn tú, chủ yếu là khí chất, hình như hắn sở hữu thứ ma lực mị hoặc thần kỳ nào đó. Thánh nữ! Đột nhiên, bên ngoài có người gọi. Triệu Bân ngừng tiếng đàn, tiện tay khoác áo choàng đen lên. Diệp Lan cất bội kiếm đi, vung tay mở cửa sân viện. Bên ngoài là một ông lão đang đứng, đó là trưởng lão cùng thế hệ với Diệp Lan. Người hầu gia vừa đến, ông lão lại nói. Bao nhiêu người, giọng nói Diệp Lan có chút lạnh lẽo. Chỉ có 2 người, một người là lão Tố hầu gia, người kia là lão đạo âm Tuyền. Lão đạo âm Tuyền, nghe thấy tên gọi đó, Diệp Lan bất giác nhíu mày. Lão đạo âm Tuyền là ai vậy, Triệu Bân truyền âm hỏi. Là lão Tố của nhất mạch âm Tuyền, cảnh giới thái hư với tư chất mạnh mẽ, Diệp Lan trả lời. Triệu Bân không hỏi lại, còn lại cứ tự suy diễn ra là được. Lão Tố hầu gia cũng không ngốc, còn biết đi tìm người giúp đỡ, 2 cảnh giới thái hư, sức uy hiếp cao hơn hàng trăm cảnh giới động hư nhiều, nếu họ cùng nhau đến Diệp gia thì chắc chắn là đến gây chuyên. Cũng may, Diệp gia đã không còn là Diệp gia của mấy ngày trước, chỉ một cảnh giới thái hư thôi cũng đủ để đối phương phải kiêng dè. Đừng nói đến 2 người, à không đúng, là 3, khi cần thiết thì hắn cũng có thể góp cho đủ số. 3 đánh 2. Ai sợ ai chứ? Trước đại điện Diệp gia đã tập trung đầy người, đều là các trưởng lão Diệp gia, đang nhìn 2 bóng người đối diện với ánh mắt đầy địch ý, đó chính là lão Tổ hầu gia và lão đạo âm Tuyền. Đúng là cảnh giới thái hư, 2 kẻ đó khí thế mạnh mẽ, đến địa bàn Diệp gia nhưng vẫn không biết giảm bớt uy áp, thậm chí còn khiến mấy đỉnh hóng mát và núi giả trên đường họ đi vỡ nát. Người đến chẳng có gì tốt. Người tốt lại không đến. Lão Tổ hầu gia và lão đạo âm Tuyền đến đây là để gây chuyện đập phá. Diệp gia chỉ có một cảnh giới thái hư, họ có 2, không phục thì đứng ra so cao thấp. Nếu có thể đánh chết kẻ đó luôn thì càng tốt, còn Diệp gia và những người khác thì cũng chỉ là một lũ kiến hôi, nếu có Diệp Thương thì vẫn có thể đứng ra để giữ thể diện, nhưng đáng tiếc, nguyên thần ông ta đã bị thương nặng, cảnh giới bị hạ xuống, nửa sống nửa chết rồi ỉ. Tranh thủ lúc ông ta bệnh lấy mạng ông ta luôn. Cơ hội ngàn năm có một. Chúng ta đến đây thế này có ngang ngược quá không? Lão đạo âm Tuyền nói đầy ẩn ý. Đoạt được chiến lợi phẩm rồi ta với ông chia nhau 5 năm, lão tổ hầu ra cười âm u. Dễ bàn, lão đạo âm Tuyền khẽ nhếch miệng, ánh mắt còn phát ra chút ánh sáng lạnh lẽo. Bên kia, Triệu Bân và Diệp Lan đã. Đến. Triệu Bân vẫn chưa xuất hiện, hắn trốn sau núi giả đế nhìn lén. Nhìn thấy thế, mắt hắn khẽ híp lại. Hắn không biết lão Tố hầu ra nhưng đã từng thấy lão đạo âm Tuyền. Trước kia, khi hắn ép Ngụy Hồng trốn vào trận tinh không đã bị rất nhiều người cùng nhau đuổi giết, trong đó có lão già này, không ngờ lại gặp nhau ở Bắc Cực Tinh, lại còn là lão tổ của âm Tuyền. Quan sát lão đạo âm Tuyền xong hắn lại quay sang lão Tố hầu ra. Lão tổ hầu ra cũng là nhân vật đáng gờm, tu vi thái hư hàng thật giá thật, không hề yếu hơn Diệp Thương chút nào. Chẳng trách lão ta kiêu căng như thế, người ta có cái tư cách đó, có thế trở thành lão tổ thì đâu phải là kẻ dễ trêu vào. Có bảo bối. Triệu Bân thầm nghĩ, hắn nhìn chằm chằm ngọc bài lão tổ hầu ra đeo, có lẽ nó được chế tác từ ngọc phượng minh, nhưng còn quý giá hơn cả ngọc phượng minh, vì trên ngọc bài có khắc một chữ. Cố. Đó là thiên tự độn giáp. Chữ thiên chẽn kiếm Long Uyên đã cảm ứng được. Dầm. Đang quan sát thì lại có một đỉnh hóng mát đổ ầm xuống. Uy thế của lão tổ hầu gia và lão đạo âm Tuyền quá mạnh mẽ, cách đó không xa, đình hóng mát không thể chịu nổi uy áp của họ, kiêu ngạo như thế, nói không tới đây gây chuyện cũng chả ai tin. Hai vị tiền bối, tại sao không mời mà tới, đại trưởng lão Diệp gia hờ hững nói. Ngươi không xứng nói chuyện với lão phu, gọi Diệp Thương ra đây, lão tố hầu gia lạnh lùng nói, lão ta nói là làm ngay, âm thanh như tiếng sấm rền, nố vang chẽn bầu trời. Uy áp thái hư đầy khủng bố không hề kiêng dè gì lan tràn bốn phương. Gì? Người Diệp gia có tu vi yếu kêu rên. Uy áp của lão tổ hầu gia còn chưa tan thì uy áp của lão đạo âm Tuyền đã nối tiếp, rất nhiều trưởng lão phải lảo đảo. Hầu tế, âm Tuyền, làm lớn quá.
nhí. Giọng nói thản nhiên vang lên, Diệp Thương từ trong điện bước ra. Theo ông ta chính là Diệp Phong, hai cảnh giới thái hư thế hiện khí thế phá tan uy áp của đối phương. Ông, Hầu Tế và Âm Tuyền thấy vậy thì chợt ngấn người. Diệp Thương đã bị thương rất nặng rồi cơ mà, đã bị hạ cảnh giới rồi cơ mà. Tại sao nguyên thần đã hồi phục như cũ, tu vi cũng trở lại, cả Diệp Phong nữa. Vết thương không nhẹ hơn Diệp Thương bao nhiêu, lại hoàn toàn khôi phục, còn thăng cấp lên thái hư. Chỉ mới có mấy ngày. Diệp gia chó tắp phải ruồi hay sao mà ngon thế? Liên tục xuất hiện hai thái hư. Trước đó bọn họ hoàn toàn không hề hay biết. Hai vị đường xa đến đây, không biết là có chuyện gì, Diệp Thương nhìn hai người họ. Tất nhiên là tới thăm Diệp huynh rồi, Hầu Tế nói xong, thần thức cũng bắt đầu trải rộng, Diệp gia còn một thái hư nữa, chính là sư phụ Diệp Lan, sao lại không thấy xuất hiện, hay có thể nói là đã đi rồi, không còn ở Diệp gia nữa. Phá hủy phủ đệ của ta, thế là thăm đó hả, Diệp Thương cười lạnh. Cũng vì nhớ Diệp huynh quá nên có hơi nóng này, quên thu lại khí thế, lão Tố Âm Tuyền ngoài cười nhưng trong không cười, cũng giống với Hầu Tế, lão ta đang tìm một cảnh giới thái hư khác, tại sao lại không thấy ai thế nhỉ? Ta sẽ không ra ngoài, cho ông tức chết. Triệu Bân cũng chơi nhảy, trốn rất kỹ. Không xuất hiện chính là sự uy hiếp lớn nhất. Minh Thương dê tránh, nhưng hai tên đó van phải cảnh giác đề phòng bị đánh lén, nói không chừng bất cần một lát thôi là đầu chuyển nhà rồi. Khỏi phải nói hắn trốn không ra thế này thật sự khiến cho Hầu Tế và Âm Tuyền bó tay bó chân, nhất là sau lưng, cứ thấy nơi đó có gió lạnh thổi tới từng cơn. Diệp Thương và Diệp Phong vẫn bình tĩnh, nhưng bọn họ cũng đang tìm sư phụ của Lan Nhi, ra đây dạo qua một vòng thôi. Cùng lắm thì làm trận ba đánh hai ấy mà. Còn một đạo hữu nữa đâu, Hầu Tế cười. Ông đoán xem, Diệp Thương cũng là một lão cáo già, nụ cười ông ta không chỉ hiền lành mà còn hết sức sáng lạn. Nhưng cái ông ta gọi là sáng lạn đó, lọt vào mắt Hầu Tế và Ân Tuyền lại vô cùng giận người, cười, tự dưng cười vui vẻ dữ vậy, đang muốn làm gì người ta hả? Hay ra, một, tiếng của Triệu Bân, cộng với khí thế thái hư, có thể nói là len keng hữu lực. Giọng nói đột ngột vang vọng, không chỉ mình Hầu Tế và Âm Tuyền, mà cả Diệp Thương với Diệp Phong cũng run vãi cả nước tiểu, cảnh giới thái hư còn như vậy, người Diệp gia lại khỏi phải bàn, tim hẵng mấy nhịp cũng không biết. Chỉ có mình Diệp Lan che miệng cười trộm, Triệu Tử Long này trông đứng đắn là thế, không ngờ lại hài hước như vậy. Giấu đầu lòi đuôi. Hầu Tế và Âm Tuyền hừ lạnh, lại nhìn về phía núi giả, giọng nói mới phát ra từ nơi đó, hơi thở của cảnh giới thái hư cũng từ đó mà ra, tên cảnh giới thái hư bí ẩn kia đang trốn trong đó. Mọi người cứ tán gẫu đi, lão phu đang chuẩn bị đại chiêu, Triệu Bân thong thả nói. Lời vừa dứt, Hầu Tế và Âm Tuyền đều căng não, đại chiêu. Chiêu gì vậy trời? Nào nào, lại đây uống chén trà rồi đi cũng không muộn. Diệp Thương cũng thú vị, nói thì thôi đi, còn tiện tay lấy ra một thanh tiên đao, bóng loáng. Diệp Phong bên cạnh cũng lấy ra thanh tiên kiếm, tiếng kỵ ếm vang vọng trời cao, đây đâu phải ỉ là uống trà, rõ ràng là kéo bầy kéo cánh đánh nhau mà. Đi! Hầu Tế xoay người định rút lui, hôm nay ra đường không xem ngày, rõ ràng đây không phải là ngày tốt để làm mầu. Lão đạo Âm Tuyền trốn còn nhanh hơn cả lão ta, chuyện này rõ ràng không liên quan gì đến lão ta, cũng vì chiến lợi phẩm nên lão ta mới đến, nay nhìn lại, tốt nhất Vân nên về nhà ngủ cho đủ giấc, không cần thiết phải sống chết với Diệp gia làm gì. Diệp Thương không ngăn cản, có muốn ngăn cũng không được. Tộc Diệp thị vẫn cần thời gian để hồi phục, khai chiến lúc này vẫn còn hơi sớm. Đạo lý này, Triệu Bân hiểu rất rõ, cũng vì hiểu được nên hẳn mới trốn không xuất hiện, nếu đánh thật. Ắt hẳn sẽ là lưỡng bại câu thương, hắn có thế diên xuất uy thế thái hư, không đồng nghĩa với việc hắn là cảnh giới thái hư, hù người ta thôi. Nhưng, chắc chắn họ sẽ không để yên chuyện này. Với tính tình Diệp Thương và Diệp Phong, rồi cũng có một ngày họ tính toán món nợ này thôi. Hai vị thái hư rệu rã quay về. Diệp gia lại lần nữa khôi phục sự bình yên. Diệp Thương và Diệp Phong lần lượt bế quan để củng cố cảnh giới, những người khác trong Diệp gia cũng không nhàn rỗi. Ngoài một vài trưởng lão và đệ tử ở lại canh chừng, số còn lại nhanh chóng chìm vào trạng thái bế quan. Thế đạo quá loạn lạc. Chuyên dung tục sinh sôi. Hôm nay, tiếu viện mà Triệu Bân không có tiếng đàn nữa. Bởi vì Triệu Bân phải đi rồi, trận truyền tống trong thành đã khôi phục xong, hắn phải tới Thánh Hỏa Điện một. Chuyến, tìm Hắc Sơn lão ma mua đèn trường minh. Còn về phần Diệp Lan, đợi ị hẳn mang đèn trường minh về rồi nghiên cứu tiếp. Ngươi! Có quay về không,
Diệp Lan khẽ hỏi. Tất nhiên phải về chứ, Triệu Bân mỉm cười, thời gian này xin chớ ra ngoài. Sau vài câu ngắn ngủi, Triệu Bân đi xa dần. Trước khi đi, hắn còn để lại cho Diệp gia khá nhiều bí pháp. Ví dụ như, tử phủ tiên quyết. Ví dụ như, tẩy tủy dịch cân kinh. Diệp Lan ngả người vào lan can trông ra, bóng lưng của người đó càng nhìn càng thấy quen. Cô ta làm sao thế nhỉ, dạo gần đây cảm giác của cô ta với Triệu Tử Long cũng ngày càng kỳ diệu. Là do cô ta quá tham lam, không muốn làm cái bóng. Đến mức bất chi bất giác, cô ta muốn cố gắng sống sao cho giống với dáng vẻ của Long Phi. Ở bên này, Triệu Bân đã ra khỏi Diệp. Phủ. Giống như hắn dự đoán, có người âm thầm theo dõi hắn. Hẳn coi như không hề phát giác, chạy thẳng tới trung tâm thành. Đuổi ỉ theo. Trong âm thầm có hai bóng đen bám đuôi. Vẫn là thám tử của Hầu gia, chúng đã ở đây canh chừng rất lâu rồi. Soạt. Tiến vào trận truyền tống, Triệu Bân co giò chạy ngay. Đi đâu hả? Hai tên thám tử đi theo cũng lột bỏ lớp hắc bào. Đó là hai lão già, một người mặc áo vàng một người mặc áo bạc, cùng sở hữu tu vi động hư. Triệu Bân ngó lơ, hắn trốn chạy chẳng buồn quay đầu lại. Tất nhiên hắn không sợ hai vị động hư tầng một kia, cứ dần tới chỗ sâu nào đó rồi xử lý sao. Tiên nhân hèn mọn, xem ngươi chạy đi đâu. Lão già áo vàng mỉm cười dữ tợn, một bàn tay to lớn thò ra qua khoảng không. Thế nhưng chân tay Triệu Bân quá linh hoạt, lão ta vồ hụt. Lão già áo bạc thì phóng ra một luồng kiếm khí, liên tục chém về phía Triệu Bân. Tiếc rằng, không đuổi kịp. Hai lão già này không khỏi nhướng mày, không phải chưa từng thấy tiên nhãn, nhưng tiên nhãn chạy nhanh như thế này đúng là lần đầu được diện kiến. Hai người này sở hữu tu vi động hư, căn cơ không tệ, vậy mà đuổi theo bấy lâu nay vẫn chưa bắt kịp. Cả hai không chịu tin, điên cuồng gia tăng tốc độ. Triệu Bân vẫn không quay đầu nhìn lại, hai lão mà đuổi được ta sẽ theo họ của hai lão. Ba người một trước hai sau lao vun vút như chim nhạn, phô trương thân pháp trong thông đạo. Ta trốn nè. Đi tới một chỗ, Triệu Bân trốn vào thế giới vĩnh hằng. Hai lão già cũng tới ngay sau đó, ánh mắt của họ rất kỳ lạ. Một người sống sờ sờ như thế, sao bảo mất là ma luôn được. Trên thực tế, thế giới vĩnh hằng lơ lửng ngay trong không trung, nhưng nhỏ bé hơn hạt cát hàng trăm hàng nghìn lần, đến cả cao thủ thái hư còn không nhìn ra được, huống hồ là cảnh giới động hư, dù dùng hết nhãn lực cũng không trông thấy tiểu thế giới. Trong thế giới vĩnh hằng, Triệu Bân đã mở tuyệt cảnh. Cùng với đó là kiếm Long Uyên, hắn đang dồn sức, dùng tiên lôi bố trợ cho Long Uyên, cũng rót vào đó sức mạnh huyết mạch, cố gắng khôi phục kiếm uy, diễn ra kiếm ý vô song, chỉ cần một đòn tuyệt sát. Người đâu rồi? Hai lão già nhìn trái ngó phải trông trước nhìn sau, đầu óc mờ mịt. Chỉ là một tiên nhân bé nhỏ, tại sao còn có thể bốc hơi tại chỗ vậy? Keng! Tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên. Triệu Bân lao ra khỏi thế giới vĩnh hằng, vung kiếm chém bay đầu lão già áo vàng, đến cả nguyên thần của lão ta cũng bị tiêu diệt luôn. Tới khi đầu rơi xuống đất, đến khi nguyên thần vỡ tan, lão ta vẫn không biết thế này là thế nào, cái chết ập đến quá gọn gàng và dứt khoát, sau cùng không biết kẻ nào đã ra tay. Ngươi! Lão già áo bạc đột ngột biến sắc. Lão già này phản ứng cũng không chậm chạp, nhanh chóng trốn đi rất xa. Thế nhưng, lão ta có nhanh đến mấy cũng không qua nối thuấn thân. Triệu Bân tính toán rất chuẩn xác, một đòn thuấn thân tuyệt sát chém luôn lão già áo bạc, nhát kiếm chém lão ta thành hai nửa từ đầu đến chân, nguyên thần cũng nổ tung thành cho bụi ngay sau đó. Đầy đủ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai vị đồng hư có thế lên đường cùng nhau. Triệu Bân thu dọn chiến lợi phẩm, quay người biến mất. Lão đại, người thật đẹp trai. Long Uyên không chỉ hoạt bát mà mồm miệng cũng ngọt lắm. Câu này Triệu công tử thích nghe, hắn tiện tay quăng kiếm Long Uyên vào thế giới vĩnh hằng, ngụ ý cũng rõ ràng, mấy món binh khí đó cho ngươi hết, nhất là hai pháp khí bản mệnh của hai vị động hư, toàn là hàng hiếm. Long Uyên tất nhiên sẽ không khách. Sáo. Tiên lôi không vui lắm, suốt ngày thấy tên này được ăn uống linh đình. Lão đại, ngươi mau độ kiếp đi. Hê gặp phải những lúc thế này, tiên lôi luôn ảm thầm cầu nguyện. Đừng sốt ruột. Đợi lúc đông người nhé. Đây là lời hồi đáp của Triệu Bân, hắn tự biết suy tính. Soạt, thông đạo nhiều sắc màu rực rỡ, hẳn như một luồng sáng xẹt qua. Khi bay qua, hắn cũng không rảnh rỗi, cứ nhìn chằm chằm vào thế giới vĩnh hằng một lúc lâu. Nhìn gì thế,
nhìn đống chiến lợi phẩm của mình. Qua hồi lâu, hắn mới lấy một cổ quyến ra khỏi thế giới vĩnh hằng. Bí quyển này được chế tác từ gia thú đặc biệt, cầm trong tay vẫn thấy nóng bỏng, khí tức cổ xưa ào ào, đợi khi mở ra nhìn mới biết là một loại tâm pháp luyện thế xa xưa, nhưng tương ứng cùng với tẩy tủy dịch cân kinh. Đây là loại hàng tầm thường vớ vẩn thôi, nhưng dù là hàng tầm thường cũng vẫn ấn dấu huyền cơ. Thú vị đấy. Triệu Bân mở tiên nhãn, có thể thông qua bề ngoài mà nhìn vào bản chất. Bên trong cố quyến này, dường như ẩn chứa một bí pháp khác. Đế ta. Tiên lôi tự xung phong, bao bọc lấy cố quyến. Cùng với tiếng sấm chớp gào thét, cố quyến bị cưỡng chế luyện hóa thành một đống cho bụi, nhưng trong đống cho tàn lại có quầng sáng lóe lên, biến thành từng chữ vàng nhỏ xíu, đồng thời còn biết xếp thành hàng, tập trung thành một văn bản. Thôn Thiên Quyết. Triệu Bân ngẩng đầu, chỉ thấy ba chữ này chói mắt nhất. Xem xong mới biết đây là một công pháp cắn nuốt thần bí, người tu luyện có thể nuốt lấy căn nguyên của người khác. Đạo lý này chẳng hề khó hiểu. Gạn đục khơi trong, đợi khi tôi luyện rồi sẽ thành chất dinh dưỡng cho chính mình. Niềm vui bất ngờ đây. Triệu Bân mím cười, cơ duyên ập đến khiến người ta chẳng kịp trở tay. Nếu nó đã đến thì tất nhiên hắn phải nhận, sau khi ghi nhớ công pháp vào trong lúc, hắn diễn luyện nó hết lần này đến lần khác. Tâm pháp rất chính tông, nhưng lại sứt sẹo không hoàn chỉnh, dù tinh túy của nó vẫn ở đó. Hắt xì. Khi hắn đang nhìn thì sau lưng vang lên tiếng hắt xì. Âm thanh này tạo nên động tĩnh không hề nhỏ, toàn bộ thông đạo rung lên bần bật. Triệu Bân vô thức nhìn lại. Đập vào mắt hắn là một đứa trẻ chừng 2-3 tuổi, vừa mới nhìn hắn còn tưởng là tên gây rối, nhưng anh bạn nhỏ này mặc nhiều đồ hơn kẻ gây rối, ngoại trừ cái quần đùi ra còn có thêm một chiếc yếm đỏ, thân thế chẳng chẻo mập mạp, đáng yêu đến mức 360 độ không một góc chết. Nguyên thần mạnh quá. Liếc nhìn thêm một lần, Triệu Bân không khỏi giật mình. Mặc dù đứa trẻ này chỉ có tu vi huyền tiên, nhưng cấp bậc của nguyên thần vượt xa cảnh giới. Chẳng trách một cái hắt xì của cậu ta cũng đủ khiến thông đạo này rung lên, nguyên thần mạnh như thế xứng đáng với động tĩnh này. Ta là bé khò khò. Đứa trẻ thản nhiên như không, xách theo một cái giỏ tới gần hắn. Bẽn trong giỏ đựng đầy tinh thạch, toàn là tinh thạch ký ức. Bé, khò khò. Triệu Bân sờ sờ cằm, cái tên này nghe khó chịu ghê. Nguyên thần mạnh như thế, chắc hẳn tiếng ngáy cũng rất bá khí. Đặt nó với kẻ gây rối vào chung một chỗ, chắc là hợp cả lằng. Không hiểu tại sao, Triệu Bân đột nhiên nảy ra suy nghĩ như thế này, hai tên này đều có vóc dáng nhỏ bé và bước chân kiêu ngạo, luôn có thể bước đi với khí thế 3m8, nhất là tên của cả hai, nghe thế nào cũng thông tục và dề. Hiếu, tiên giới đông nhãn tài, đây, đúng là hai báu vật sống mà. Hay là, ta bán rẻ cho ngươi. Bé khò khò ghé tới, chọc chọc Triệu Bân. Triệu Bân thu hồi tầm mắt, bấy giờ mới nhìn về phía chiếc giỏ mà bé khò khò đang xách. Bên trong là tinh thạch ký ức đủ màu, đợi khi mở tiên nhãn ra ngó thử. Qua, mẹ kiếp, toàn là hàng nóng, hình ảnh siêu sắc nét. Nửa canh giờ sau, Triệu Bân ra khỏi thông đạo không gian. Đi cùng với hắn còn có bé khò khò, chiếc giỏ trước đó cậu ta xách đã di chuyển vị trí tới thế giới vĩnh hằng của Triệu Bân. Tất nhiên cậu ta đâu thế cho. Không, hắn mua bằng tiên thạch đấy. Triệu công tử hào phóng vung tay bao trọn, hẳn còn tìm một lý do rất hay hớm cho điều này, nhập ra tùy tục mà. Chỉ thoáng chốc, hai người tiếp tục tiến vào trận truyền tống khác. Suốt dọc đường, Triệu Bân liên tục nhìn trộm bé khò khò. Huyết mạch của tên này không đơn giản, chăm chú lắng tai nghe, dường như có thể nghe thấy tiếng hổ gầm trầm đục và mạnh mẽ, đó là sự chẩn nhiếp tấn công thẳng vào căn nguyên. Truyền thừa của Bạch Hổ hả? Triệu Bân trầm ngâm. Hắn đang nhìn, bé khò khò cũng đang nhìn, đồng thời cậu ta có tật xấu giống hệt như kẻ gây rối, mũi chun lại rồi. Hít tới ngửi lui trên người hắn, vừa ngửi vừa lầm bầm, khí huyết tinh thuần quá. Bên đó mát mẻ kìa, Triệu Bân buông bé khò khò ra, rảo bước nhanh hơn. Ngươi cũng tới Di Chí Thiên Khung hả? Bé khò khò rảo bước đuối theo hắn. Di Chí Thiên Khung, Triệu Bân mờ mịt. Xác định rằng mình chưa từng nghe qua. Bé khò khò vô thức ngước mắt nhìn hẳn, ánh mắt nhìn Triệu công tử rất kỳ lạ. Tiểu tiên nhân này e là người từ nơi khác đến nhỉ, cũng có thể là chạy từ thâm sơn cùng cốc nào đó ra, đến cả Di Chỉ Thiên Khung mà cũng không biết. Nào! Triệu Bân khá hiếu chuyện, tiện tay đưa cho cậu ta một bầu rượu. Bé khò khò không khách sáo, đón lấy bầu rượu rồi bắt đầu kể chuyện, rất lâu về trước, có một vị tiên vương cổ xưa mà đáng sợ. Người đời thường gọi là tiên vương thiên khung.
Nghe lão bối nhà ta kế, đó là một tiên vương tu luyện tới đỉnh cao, bước nửa chân vào cảnh giới thần. Sau khi ông ta chết, tử phủ diễn tiến thành một đại thế giới, cũng chính là di tích thiên khung kia, ở ngay Bắc Cực Tinh, 10 năm mới mở một lần. Từ cổ chí kim, không ít người tiến vào trong tìm bảo vật và kiếm được vận may khá lớn, ví dụ như Vấn Thế Tông ở Bắc Đầu Tinh, bảo vật trấn phái tường thiên như ý của gia tộc đó được lấy từ di chỉ. Bước một chân vào bán thần. Triệu Bân nghe thấy mà không khỏi cảm thán. Tiên vương đỉnh cao nha, nếu đủ cơ duyên thì thực sự có thể phong thần. Đại thế giới diễn hóa từ tử phủ của ông ta tất nhiên sẽ phi phàm, chắc hẳn vẫn còn sót lại không ít bí vật và ý cảnh ngộ đạo lúc sinh thời. Di chỉ thiên khung tự tạo ra càn khôn. Bất kỳ ai tiến vào cũng bị càn khôn áp chế. Bất kể là động hư hay thái hư cũng bị đè xuống huyền tiên. Bé khò khò vẫn đang nói vừa ngửi tới ngửi lui trên người Triệu Bân. Cậu ta dám chắc, tiên nhân này sở hữu huyết mạch đặc thù, đã vậy còn vô cùng bá đạo, đến cậu ta cũng cảm thấy áp lực. Thế nhưng nhãn giới của cậu ta quá thấp, cũng có thể đối phương che giấu quá kín kẽ, chẳng nhìn ra được điều. Gì? Chèn ép tu vi, Triệu Bân sờ sờ cằm, thế này thì thú vị rồi đây. Kết nghĩa huynh đệ không, bè khò khò ngửa cái đầu nhỏ lên với vẻ mặt vô hại. Ngươi chỉ muốn xin tí máu của ta chứ gì, Triệu Bân liếc xéo. Không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thứ xúc sinh kia, chạy đâu hả, một. Bé khò khò còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng mẳng chửi sau lưng. Hai người đồng loạt quay lại, thấy ngay một thanh niên gầy đét như con khỉ vác theo một cái bao tải, nhìn thế nào cũng giống kẻ trộm, dường như đang bị truy sát, lảo đảo chạy trong thông đảo. Người truy sát hắn ta là một ông già cường tráng chọc lốc. Triệu Bân cỏ tiên nhãn nên thực lực cực kỳ tốt, từ đằng xa đã nhìn ra, lão chọc đầu. Ôi chao! Không đợi hắn kịp hành động, bé khò khò đã vác đại đao lao tới, ngó lơ thanh niên vác bao tải mà xông thẳng tới chỗ lão chọc đầu, lão già chết tiệt này, thiếu gia tìm lão lâu lắm rồi đấy. Lão chọc đầu trông thấy mà buột miệng chửi thề, sao chỗ chó nào cũng thấy ngươi thế. Mua đồ của ta không trả tiền à, biến mẹ ngươi đi, bé khò khò càng tức giận, không nói nhiều bèn lập tức ra tay, lão chọc đầu cảnh giới động hư thế mà bị cậu ta đánh văng ra xa. Là một nhân tài. Triệu công tử trốn mất rồi, khi ngoái đầu lại nhìn vừa lúc nhìn thấy lão chọc đầu đang gặp rắc rối, đừng thấy bé khò khò thấp bé mà lầm, thật ra tính cách tên này rất hung hãn, huyền tiên đánh với động hư thế mà lại có thể đánh lão chọc đầu ra như thế. Vèo! Còn một người cũng chạy trốn nữa là thanh niên vác bao tải kia. Chắc tên này là kẻ cắp rồi, sức chiến đấu chẳng ra sao nhưng tốc độ lại rất nhanh, rõ ràng là cảnh giới huyền tiên nhưng lại chưa mở tử phủ, lại thấy trong bao tải của hắn ta toàn là tiên thạch. Số lượng có lẽ phải đến 20-30 vạn. Ngươi nhìn cái gì? Lúc đi ngang qua Triệu Bân, thanh niên cứng này còn mắng một câu. Triệu Bân không nói gì, tốc độ chân tăng cao, tiện tay lấy roi đánh hồn ra. Phút! Tiếng động sau đó vang lên cực kỳ chói tai. Triệu công tử như nghe thấy tiếng hét thảm, sau một roi, thanh niên lập tức quỳ xuống. Trước khi ngất đi, hắn ta vẫn còn đang mờ mịt. Bị cảnh giới động hư đuổi theo hồi lâu nhưng hẳn ta chẳng bị làm sao, giờ gặp phải một tên mới chỉ tiên nhân thì lại bị một roi đánh ngã, tiên nhân bây giờ mạnh thế sao? Thuộc về ta rồi nhé. Triệu Bân thuận tay cầm lấy bao tải, sau đó biến mất tăm. Phía sau, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Bé khò khò và lão chọc đầu đánh đến mức khí thế ngất trời. Có lẽ động tĩnh quá lớn khiến lối đi không gian rung chuyển. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Triệu Bân phải độn trốn mất, ngộ nhỡ con đường bị tắc thì chẳng phải rất khó xử sao. Còn về lão chọc đầu, hoàng đạo hôm nay không ổn, không nên gặp lão chọc đầu đó, hắn cầm thiên linh châu còn chưa đã tay mà. Ra khỏi trận truyền tống, trời đã sáng. Hắn không chậm trễ, lập tức tiến vào một trận truyền tống khác. Vài ngày sau của hắn hầu như đều trải qua như vậy. Không còn cách nào khác, Thánh Hỏa Điện ở quá xa. Đã sử dụng trận truyền tống mà còn phí sức như thế, nếu chỉ dùng chân mình phi hành thì có ma mới biết đến tháng nào năm nào mới đến được. Cơ mà phí dùng trận truyền tống thì đúng là quá đắt, đi một chuyến đã tốn hết 20 vạn. Tóm lại, nếu không đem theo mấy chục vạn tiên thạch thì không dám ra ngoài. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trong một thành cố to lớn. Thành này được đánh dấu trên bản đồ, được gọi là thành Thánh Hỏa, thành trì lệ thuộc Thánh Hỏa Điện. Trong thành có rất nhiều thế lực phụ thuộc của Thánh Hỏa Điện, ngày thường sẽ nộp phí bảo kê thì mới được Thánh Hỏa Điện bảo vệ. Thành trì lớn quá. Triệu Bân vừa đi vừa nhìn,
hai thành Nam Thiên cũng không thể sánh được với sự rộng lớn của thành này. Ra khỏi thành là có thể nhìn thấy núi non hùng vĩ, có sương mù và mây bao phủ xung quanh, ẩn hiện trong mây và núi, nhìn từ xa có thể thấp thoáng thấy những cung điện hoang sơ nằm trên sườn núi hoặc tọa lạc trên đỉnh núi, vô cùng tráng lệ, đứng ở đằng xa nhìn cũng cảm nhận được sự hùng vĩ của nó. Đó là Thánh Hỏa Điện. Xét về lai lịch bối cảnh, Thánh Hỏa Điện vượt xa Vấn Thế Tông của Bắc Đấu Tinh. Tương truyền tông môn này từng xuất hiện thiên vương, chính là quái vật khổng lồ của Bắc Cực Tinh. Cuối cùng cũng đến rồi. Triệu Bân mặc áo choàng đen, đi đến trước sơn môn Thánh Hỏa Điện. Trước sơn môn có người canh giữ, là hai ông lão tu vi ở cảnh giới động hư, một trái một phải, đang ngồi xếp bằng, họ đều mặc đạo bào màu đen, trên áo choàng có hình ngọn lửa, chắc là trưởng lão thủ hộ của Thánh Hỏa Điện. Dừng bước, ổng lão đầu tiên bình thản nói. Ông lão thứ hai nhìn Triệu Bân, hai mắt híp lại, dù làm thế, ông ta cũng không nhìn thấu được gương mặt thật của Triệu Bân, chỉ biết đối phương là một tẽn cảnh giới động hư, khí tức động. Hư bao phủ quanh người. Bái kiến hai vị đạo hữu, Triệu Bản chắp tay lại nói. Liên tục vận dụng Diên Thiên Võ Quyết Đế tạo ra uy thế động hư, không thể lấy thân phận là tiên nhân để đến đây, hắn đã từng muốn diên biến ra thái hư nhưng lại bị phản phệ dữ dội. Hơn nữa không chống đỡ được bao lâu, thế nên đó là chuyện nông nổi chỉ kẻ rảnh rỗi mới làm. Chuyện gì, ông lão thứ hai lạnh nhạt nói. Ta muốn bái kiến tiền bối Hắc Sơn lão ma, Triệu Bân cười nói. Lão tổ của Thánh Hỏa ta là người mà ngươi muốn gặp là có thể gặp được sao, ông lão đầu tiên lạnh lùng nói. Có việc gấp, mong được gặp. Triệu Bân lập tức lấy ra túi chứa vật ra, mỗi túi đựng 3 vạn tiên thạch, xin người ta giúp đỡ mà chẳng đưa chút phí trà nước thì sao được. Nếu có thể cầu được đèn trường minh, đừng nói là 3, 5 vạn, dù là 3.500 vạn, hắn cũng đưa. Khỏi phải nói. Bỏ tiền ra là rất dễ giải quyết. Sắc mặt hai ông lão cũng hiền lành hơn nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt. Lão tổ bế quan rồi. Không gặp khách. Bao giờ mới xuất quan, Triệu Bân hỏi. Không biết, hai ông lão vẫn rất ăn ý, nói rồi bèn dứt khoát nhắm mắt lại. Triệu công tử hít sâu một hơi có cảm giác muốn mắng người vô cùng. Tốn mất 6 vạn tiên thạch mà chỉ nghe được 2 câu thừa thãi, ngay cả sơn môn cũng không vào được chứ đừng nói đến việc gặp Hạc Sơn lão ma, càng khỏi nói tới chuyện mua đèn trường minh. Hắn lại quay về thành Thánh Hỏa. Thành trì rộng lớn khá phồn hoa về đêm, con phố dài nhộn nhịp, người qua kẻ lại, đi đến đâu cũng đều nghe được tiếng hò hét. Triệu Bân mặc đồ đen đi suốt cả con đường. Càn khôn của thành Thánh Hỏa có vẻ vi diệu hơn thành Nam Thiên, khí tức ấn chứa trong thành cũng không nhiều. Thảo nào khi có chiến tranh, thành trì này vẫn bình yên không có chuyện gì. So với thành Xích Long đố nát hoang tàn, nơi này là vùng đất tiên, không nhìn ra dấu vết của chiến tranh. Nhanh 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 lên. Thạch phường của Chu gia cắt ra một khối huyền âm tiên thiết. Thật à? Vừa lúc đi ngang qua, Triệu Bân bỗng nghe thấy tiếng hô lên. Sau đó dòng người đổ dồn về một hướng. Huyền âm tiên thiết. Triệu Bân nghe thế, hai mắt sáng rực lén. Đó là nguyên liệu cấp tiên đế đúc vũ khí. So với cái này, hắn càng tò mò thạch phường là chỗ thế nào, cắt có ý gì, là cặt đá sao? Tài nguyên khoáng sản à? Có lẽ là do hiếu kỳ, hắn cũng đi theo dòng người. Lúc đến nơi, hắn thấy có rất đông người đứng trước một cửa hàng. Hắn nhìn tấm biển của cửa hàng, trên đó ghi 5 chữ, thạch phường Chu gia. Triệu Bân nhìn tấm biển rồi bước vào. Như hắn dự đoán. Trong cửa hàng có tiểu thế giới riêng biệt, chu vi cũng đến hàng vạn trượng, những bệ đá trưng bày xen lẫn vào nhau nhưng khá trật tự, mọi một bệ đá đều chứa một hòn đá có kích thước khác nhau, hình dạng cũng không thống nhất, dường như trước mỗi bệ đá đều có 1-2 người như đang đứng xem. Đúng là huyền âm tiên thiết. Trong sâu không biết có biết bao nhiêu người tụ tập, ngạc nhiên thốt lên. Triệu Bân ngước mắt nhìn sang, có thể thấy ánh sáng phát ra từ bẽn đó là hiện tượng của tiên thiết. Càng nhiều người đến xem đều chạy sang xem tiên thiết cũng phân chia cấp bậc, như huyền âm tiên thiết là loại thượng phẩm, không nhiều người bán, có thể nói là dù muốn mua cũng không có hàng. Bán đá sao? Triệu Bân tò mò đi qua đó xem thử. Mỗi hòn đá đều được ghi giá rất rõ ràng, rẻ nhất cũng có giá khởi điếm là 1 vạn. Hắn đến gần trước một cái bệ, nhìn chằm chằm vào hòn đá trên đó. Hòn đá chỉ lớn bằng vò rượu. Bề ngoài loang lố nhưng một hòn đá như vậy mà hắn lại không nhìn thấu, hay nói cách khác là có loại sức mạnh bí ẩn nào đó ngăn chặn không để nhìn thấu. Hòn đá này tốt đấy. Bên trong chắc chắn có bảo bối. Có một ông lão sắp lại gần,
khoanh tay trước ngực đi vòng quanh bệ đá. Bên trong hòn đá có bảo bối sao? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Bên trong hòn đá có bảo bối à? Triệu Bân thăm dò nhìn ông lão. Có chứ, ông lão vừa nghiên cứu hòn đá vừa nhàn nhã nói. Sao ông biết có bảo bối? Triệu Bân cũng bước đến gần nhìn hòn đá. Từ nơi khác đến đúng không? So với Triệu Bân, ông lão trông có vẻ chuyên nghiệp hơn, nhìn một chốc rồi tiện tay lấy một cái kính lúp ra, sáp tới. Gần quan sát, còn nghiêm túc hơn cả nghiên cứu hàng nóng. Lần đầu vào thành, hòn đá này được vận chuyển ra từ khu cấm cố xưa. Khu cấm cố xưa, nghe đồn tiền thân của nơi đó là một thánh địa siêu cấp, chẳng biết tại sao lại bị hủy diệt, mặc dù thánh địa bị hủy nhưng tàn tích của nó vẫn còn, dần dần trở thành một khu vực cấm. Thời gian quá lâu, tàn tích trong thánh địa như mảnh vỡ pháp khí, linh hoa, dị thảo đa phần đều bị hòa vào với đất đá, đó cũng chính là những thứ được Thạch Phường bán, được các thế lực bỏ tiền ra vận chuyển ra khỏi đó. Đã biết có bảo bối mà Thạch Phường còn lấy đi bán, Triệu Bân ngờ vực nói. Vậy là ngươi không hiếu rồi. Ông lão đối sang vị trí khác, cầm kính lúp tiếp tục nghiên cứu, khu cấm cố không phải tà dị bình thường, hễ là đá được chuyến từ bên trong ra đều chứa một sức mạnh bí ẩn che mất năng lượng bên trong nên không thể nhìn thấu. Ngay cả Thạch Phường cũng không biết hòn đá nào có bảo bối, cái nào không có, việc buôn bán đều dựa vào may mắn này, mở ra có bảo bối thì kiếm lời, không có bảo bối thì tiêu tiền vô ích. Thú vị đấy, Triệu Bân nghe thế cũng đã hiểu. Thiên linh linh, địa linh linh, hay cho ta mở ra một chân bảo hiếm có, ông lão bên cạnh đã thay quần áo và đạo cụ, mặc một chiếc áo lót, sau đó châm ba cây nhang rồi cắm lên bệ đá, lấm nhẩm niệm thần chú, chắc là đã quyết định mua hòn đá này nên cầu nguyện trước, có lòng thành kính thì sẽ ứng nghiệm, không chừng có thể mở được bảo bối tốt. Kính nghiệp quá. Triệu Bân nhìn ông ta, vốn dĩ không biết tên của ông lão này. Bây giờ người ta thay một bộ đồ khác nẻn hắn gọi ông ta là lão đạo áo lót cũng không vấn đề gì, chỉ mua một hòn đá mà làm rầm làm rộ, hết niệm chú là cầu nguyên, người không biết còn tưởng ông ta đang cúng bái tổ tiên. Vậy, ta muốn hòn đá này. Sau khi bái lại xong, lão đạo áo lót mới lên tiếng nói. Có người đi về phía này, là một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ. Sô ta là thánh nữ của Chu gia, đẹp, nhí. Lão đạo áo lót trêu chọc Triệu Bân. Nở nụ cười hơi nham hiếm. Đẹp, nói rồi, Triệu Bân không nhìn cô ta mà chỉ chăm chú vào hòn đá, thử mấy lần cũng không thể nhìn thấu bên trong nên cũng không biết bên trong có bảo bối hay không. Nhưng lão đạo áo lót rất tự tin rằng trong đó chắc chắn là thứ phi phàm, nếu không thì không xứng đáng với giá của nó rồi, ai mà ngờ được hòn đá có bề ngoài xấu xí như thế lại được bán với giá 10 vạn tiên thạch. Hai người đang nói chuyện với nhau. Thánh nữ nhà họ Chu đã đi đến. Lúc này Triệu Bân cũng liếc sang, đúng là thánh nữ, quả nhiên có phong thái khác biệt. Không chỉ có huyết mạch đặc biệt mà là có vẻ ngoài cực kỳ nối trội, xét về nhan sắc thì đây là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, chỉ xếp sau Long Phi. Tiền bối muốn tự cắt hay cần vãn bối giúp, thánh nữ Chu gia khẽ nói. Dạo này ta không được may mắn, ngươi cắt đi, lão đạo áo lót lấy túi đựng đồ ra. Thánh nữ Chu gia không nói nhiều, mở cấm chế của bệ đá. Phất tay lấy ra một con dao trúc khá đặc thù. Thấy cô ta muốn cắt đá, không ít người tụ tập lại muốn xem hòn đá giá 10 vạn này có thể cho ra thứ gì. Triệu Bân cũng đến xem, chủ yếu là do hắn tò mò, lần đầu tiên mới thấy chuyện này. Rắc, tay thánh nữ Chu gia cầm đao lên, nhẹ nhàng cắt lớp vỏ của nó. Thủ pháp của cô ta rất thành thạo cũng rất cẩn thận, lỡ như khiến cho bảo bối hư hao thì dễ gây tổn thương đến cảm tình, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Lần đầu tiên cô ta dùng đao vì dùng sức quá mạnh cho nên đã làm nát một tiên quả, khiến cho tinh hoa trong tiên quả đều mất hết, vì thế Chu gia còn phải bồi thường không ít tiền. Có bảo bối không? Ai mà biết? Người chạy đến xem náo nhiệt không hề chê chuyện lớn, đã tụ tập lại thành một đám đông. Điều lo lắng nhất là ông già mặc áo quan lại là người mua và bỏ ra đủ 10 vạn tiên thạch. Nếu như không có bảo bối gì thì chẳng phải lão ta sẽ lỗ lớn hay sao? Đến lúc đó lão ta không chỉ mất tiền mà còn mất mặt nữa. Năng lượng quỷ dị quá, Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng. Tảng đá to bằng quả dưa hấu đã được cắt nhỏ bằng nắm tay người lớn nhưng hắn vẫn không thể nhìn xuyên qua. Năng lượng nhìn trộm của tiên nhãn dường như đã trở nên vô ích trước nó. Cũng có thể do đạo hạnh của hắn còn nông cạn cho nên các bậc của tiên nhãn cũng thấp. E rằng chỉ là một khối đá vô dụng, có không ít lão già vuốt râu. Cả một đám đều giống như có khả năng thần cơ diệu toán, ngoài mặt không nói gì nhưng nội tâm lại vui sướng khi thấy người gặp họa, thật
thấy người bỏ tiền mua một khối đá vô dụng. Không có bảo bối sao? Thánh nữ Chu Gia Vẩn đang cắt, vẻ mặt có chút khó xử. Mua một khối đá 10 vạn tiên thạch mà không cắt được gì thì người mua chắc chắn sẽ mắng mẹ. Về lâu về dài, còn ai ỷ dám đến nhà cô ta mua đá nữa? Tốt xấu gì thì cũng phải cắt ra được một thứ gì đó cho người đã bỏ tiền ra mua. Sắc mặt của lão đạo áo lót đã không còn bình thường được nữa. Nghiên cứu lâu như vậy, còn tốn 10 vạn tiên thạch. Thứ gì cũng không có sao. Có thứ gì đó kìa, hai mắt Triệu Bân lóe sáng. Hắn vừa dứt lời thì lại nghe tiếng răng rắc vang lên, thánh nữ Chu Gia lại chém xuống, khối đá ầm ầm nổ tung, có tiên khí mãnh liệt mênh mông tràn ra ngoài, bên trong tiên khí là một mảnh tiên thiết tỏa ánh vàng rực rỡ, tuy chí lớn bằng móng tay nhưng lại nở rộ ánh sáng khiến cho phần lớn mọi người ở đây phải chói mắt. Trời ạ! Vô cực tiên thiết! Có lão già gào lớn! Có rất nhiều người xông lén, hai mắt lóe sáng, vô cực tiên thiết chính là nguyên liệu luyện binh rất tốt. Đừng tưởng nói chỉ nhỏ như vậy mà không có giá trị, cho dù có đi tìm khắp nơi cũng không tìm ra được chỗ nào bán, mà cho dù có tìm được thì cũng đắt đến dọa người. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Thần sắc của thánh nữ Chu Gia đã từ khó xử trở thành kỳ quái. Trước đó không lâu cô ta vừa mới cắt ra được một khối huyền âm tiên thiết, bây giờ thì lại cắt ra được một khối vô cực tiên thiết, tại sao trước đây bọn họ lại không phát hiện ra ở trong có bảo bối thế này? Nếu như sớm biết bên trong khối đá này có ẩn dấu tiên thiết thì chỉ có kẻ điên mới mang ra bán. Mảnh nhỏ pháp khí. Triệu Bân lại lẩm bẩm một mình, hắn có thể nhìn thấy trên khối vô cực tiên thiết này còn có một văn lộ, hẳn nó là mảnh vỡ của một pháp khí đã bị nổ tung rồi hòa vào trong khối đá kia. Lão đạo áo lót không nói dối hắn, trong khối đá này thật sự có ẩn dấu bảo bối, còn chuyện tìm được hay không thì toàn bộ phải xem vào may mắn của bản thân. Của ta. Lão đạo áo lót cầm lấy vô cực tiên thiết rồi nhếch miệng cười tâu toét. Không uống 10 vạn tiên thạch mà lão ta đã bỏ ra, lời cầu nguyện lúc trước quả nhiên đã có hiệu nghiệm. Tiên thiết này có bán không, lão phu sẽ ra giá cao. Bán cho ta, 100 vạn tiên thạch, ta sẽ lấy nó. Ta ra giá 110 vạn. Hiện trường vốn đã rất đông đúc, bây giờ bởi vì sự xuất hiện của một mảnh vô cực tiên thiết lại càng trở nên náo nhiệt hơn. Ai cũng không tiếc ra giá cao. Tiền có thể dễ kiếm nhưng tiên thạch thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. 150 vạn. Liên tiếp hết người này đến người khác ra giá cao ngất ngưởng. Nó thuộc về ngươi. Lão đạo áo lót cũng rất quyết đoán. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Một thỏa thuận mua bán vô cùng sảng khoái đã được thực hiện. Có người vui thì cũng có người buồn. Những người không mua được bảo bối tất nhiên sắc mặt đều rất khó coi. Người có được bảo bối thì trông ai cũng vui vẻ. Mà người vui vẻ nhất vẫn là lão đạo áo lót. Chỉ trong chớp mắt, lão ta đã lời được 140 vạn tiên thạch. Đã nếm được vị ngọt thì lão ta cũng không vội vàng rời đi mà lại đi dạo trong xưởng đá, biết đâu còn có thế lời được thêm lần nữa. Phía sau có rất nhiều người đi theo lão ta, bầu không khí vô cùng phấn khởi. Lão già lúc này oai phong không tả được, khi đi đường dáng ngựa ỉ thẳng tạp, thần thái như muốn nói một câu. Lão phu đã chọn đá thì tất nhiên trong đá phải có độc môn bí tịch. Bóng người tản ra, có rất nhiều người đang nhiệt tình chọn đá, hy vọng có thể tìm được một cơ duyên. Triệu Bân cũng bước đi vòng quanh như một du khách đang ngắm nghía xung quanh. Ở đây có hàng vạn khối đá, có khối lớn bằng cái bổ, có khối nhỏ bằng vò rượu, hình thái khác nhau, có không ít khối còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ở bên cạnh những tảng đá tỏa ra ánh sáng có nhiều người tụ tập nhất. Giá cả cũng đắt nhất, cao nhất có thể tiêu đến 200 vạn tiên thạch. Tuy nhiên, không ai dám đánh cược. Cho dù bên ngoài có xinh đẹp sáng láng nhưng cũng không có nghĩa là bên trong chắc chắn có bảo bối. Ta lấy khối đá đó. Lại là lão đạo áo lót gào lớn vang cả nửa xướng đá. Tiếng gào của lão ta đã thu hút nhiều người tụ tập lại. Khi Triệu Bân đi ngang qua thì hắn cũng đã thử liếc mắt nhìn, lão già đó thật sự quyết đoán. Đã bỏ ra 50 vạn tiên thạch đế mua một khối đá bóng loáng như ngọc. Đáng tiếc khối đá đó lại không có gì bên trong. Những người hả hê trước tai họa của người khác đều lộ ra nụ cười hài lòng. Gương mặt của lão đạo áo lót đen lại, sự oai phong mà lão ta đã có khi mua được vô cực tiên thiết trong chớp mắt đã tan biến sạch sẽ, không được. Lão ta phải tìm lại oai phong của mình, phải tiếp tục đánh cược, đã thắng thì vẫn phải thắng tiếp, còn thua thì cũng phải biết gỡ gạt. Hừm. Khi đi ngang qua một nơi, Triệu Bân đột nhiên cảm thấy căn nguyên run lên. Hắn nội thị khí lực,
có thể thấy huyết mạch căn nguyên đang quay cuồng, ngay cả tiên lực cũng cuộn trào mãnh liệt. Cảm nhận được bảo bối rồi sao? Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng rồi bất giác nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh cũng không thấy có chuyện gì khác thường. Nhưng đến một lúc khi hắn nhìn thấy một khối đá ở bên cạnh thì căn nguyên của hắn lại càng run lên mạnh mẽ hơn. Có bảo bối. Triệu Bản khẽ nhướng mày tiến đến bên bãi. Đá. Khối đá đó chí nhỏ bằng vò rượu, bề ngoài cũng không được đẹp cho lắm, toàn thân loang lố giống như còn có thể sinh ra sâu mọt, trên khối đá còn có nhiều lỗ nhỏ lởm chởm, nguyên nhân chính vì có bề ngoài xấu xí không bán được cho nên nó cỏ giá rất rẻ, cũng ít cỏ người đoái hoài đến nó. Nhưng khối đá xấu xí đó đã khiến cho căn nguyên của Hân Dung lên mãnh liệt. Triệu Bản lại mở tiên nhãn ra nhưng đáng tiếc là hắn không thể nhìn thấu. Bất đắc dĩ hẳn lại phóng ra một tia căn nguyên, dung nhập vào trong tiên nhãn. Hay lắm, vừa làm như vậy thì hắn liền có thể nhìn thấy rõ ràng, mặc dù vẫn bị một nguồn năng lượng thần bí ngăn trở nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy ở trong phần sáu nhất là một loại quả màu đỏ tươi chỉ to bằng quả nho đang lóe ra ánh. Sáng. Căn nguyên tiên quả. Hai mặt Triệu Bản sáng lẽn, Hân đã từng đọc được vài lời giới thiệu về loại quả này trong bí quyến, đúng như tên gọi, đây là một loại tiên quặc dùng nuôi dưỡng căn nguyên, sau khi luyện hóa có thể biến thành chất dinh dưỡng cho căn nguyên. Không tồi. Triệu Bân liếm môi trong lúc chạm vào tiên nhãn. Tiên nhãn phối hợp với căn nguyên huyết mạch có thể giúp cho hắn nhìn xuyên qua khối đá. Đây đúng là một phát hiện đáng ngạc nhiên, lúc này Hân có thể nhìn thấy rõ ràng trong khối đá nào có bảo bối, đúng là con mẹ nó tuyệt vời. Đạo hữu, ta muốn có khối đá này, Triệu Bân lén tiếng hói. Thánh nữ Chu Gia lướt đến như giỏ để giải cấm chế chẽn khối đá, sau đó cười nói, cắt ở đây hay là mang đi. Như vậy là ý gì, Triệu Bân hỏi. Nếu như cất ở đây thì nó sẽ được bán với giá được đánh dấu. Nếu như mang đi không cắt thì phải trả giá gấp đôi. Thánh nữ Chu Gia khẽ cười nói, giọng nói vô cùng êm tai. Tại sao, Triệu Bân hỏi lại. Hỏi xong thì hắn liền cười khan. Câu hỏi của Hân dường như có chút ngu ngốc, nếu như kết tại đây mà ra báo bối thì có thể khiến cho xưởng đá thêm nổi tiếng, công việc làm ăn càng lúc càng trở nên phát đạt. Còn nữa, nếu như có thể cắt ra bảo bối thì Chu gia cũng có thể bỏ ra giá cao để mua lại, trong khi nếu như hắn mang đi thì cho dù có cắt ra bảo bối cũng không có ai biết. Đó là ý nghĩa của việc phải bán giá gấp đôi cho một khối đá mang đi. Hầu hết những người đánh cược mua đá đều xê chọn cắt đất ngay tại chỗ. Mang đi. Triệu Bản mỉm cười lấy ra 2 vạn tiên thạch. Ngay sau đó hắn liền đẩy khối đá vào giới vĩnh hằng, bảo bối bình thường thì không nói làm gì nhưng bên trong khối đá này lại là căn nguyên tén quá có ý nghĩa phi phàm, nếu như cắt ra trước mặt mọi người thì cả xưởng đá sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Có của không thể để lộ ra ngoài. Hắn không muốn trở thành mục tiêu của mấy lão già này. Cứ tiếp tục xem đi. Thánh nữ Chu Gia mỉm cười sau đó xoay người rời đi. Khối đá này đã nằm ở đây mấy năm rồi, cuối cùng cũng có người mang đi. Triệu Bân vẫn chưa rời đi, tiếp tục hưng phấn đi xung quanh chọn lựa, hai mắt liên tục liếc trái liếc phải, mỗi khi bước đến một khối đá nào thì hắn đều có thể nhìn thấy rõ bẽn trong, 8 phần đều không có bảo bối, còn lại 2 phần có bảo bối thì hơn phân nửa đều là những vật không xứng với giá cả của chúng. Ở trong góc, hắn lại đụng phải lão đạo áo lót. Khuôn mặt của lão ta đã trở nên đen hơn trước rất nhiều. Lão ta liên tiếp chọn chúng mấy tảng đá không hề có bảo bối, vì muốn lấy lại oai phong mà đã tiêu hết 140 vạn tiên thạch. Triệu Bân dừng lại bên cạnh một bỡ ủy đá. Tảng đá này còn lớn hơn cái bồ một chút, nhìn bẽn ngoài không có điều gì thần kỳ nhưng Hân có thể liếc mắt nhìn thấy bên trong có bảo bối, đó chính là một đóa sen màu xanh tỏa ra sinh linh khí mênh mông, nhưng bị nguồn năng lượng thần bí cách trở nên sinh linh khí đều bị mặc kẹt ở bên trong. Liên hoa hữu sinh, Triệu Bân lấm bấm. Hân đã từng nhìn thấy tiên vật này, ngày xưa ở phàm giới khi Hân bị cô lang dạ hành đánh rơi xuống vực sâu, chính nhờ có vài giọt tinh hoa của liên hoa hữu sinh đã khiến cho Hân khôi tử hồi sinh. Không ngờ đến tiên giới hắn lại gặp nó một lần nữa, hơn nữa còn tươi tốt chứ không héo rũ, đây chính là thứ tốt, những người sập hết tuổi thọ thích nó nhất, chỉ cần dùng nó liền có thể sống thêm được vài chục năm. Có chút đắt, lão đạo áo lót nhìn giá cả, tận 30 vạn tiên thạch. Do dự vài giây thì lão ta cũng thu kính lúc rồi rời đi. Lão ta vừa mới xoay người rời đi thì Triệu Bân đã lên tiếng, đạo hữu, ta muốn khối đá này. Hửm, lão đạo áo lót vừa mới rời đi thì đã vòng trở lại, lão ta liếc mắt nhìn quét Triệu Bân từ chén xuống dưới liền nhận ra hắn.
Trước đó không lâu hai người còn từng tán gẫu với nhau, đây chính là tên nhóc đã chạy ra khỏi núi. Tiêu Bối, trong khối đá này không có bảo bối đâu. Lỡ như cỏ thì sao, Triệu Bân cười nói. Không nghe lời lão phu thì chỉ có hại mà thôi, lão đạo áo lót ý vị thâm trường nói. Thánh nữ Chu Gia lướt đến gần phất tay áo giải cấm chê chén khối đá, tiện tay còn lấy đao ra. Ta mang đi, Triệu Bân vội vàng cản lại. Thật tiếc quá, những khối đá có giá từ 30 vạn đều phải cắt ra trước mặt mọi người, thánh nữ Chu Gia cười, tuy còn nửa câu sau cô ta chưa nói nhưng ngụ ý cũng đã rõ ràng, đẩy là quy củ của xưởng đá Chu Gia. Thế, thì cứ cật trước mặt mọi người vậy, Triệu công tử cười khan một tiếng, trong lòng lại không thế không oán thầm, quy củ cái quái gì chứ, đây rõ ràng là muốn đẩy Hân ra đầu sóng ngọn gió. Nhưng, hẳn cũng không thế bỏ qua bảo bối này. Cắt, Triệu Bản đưa túi chữ vật ra. Triệu Bân khẽ nhướng mày tiến đến bên bày đá. Khối đá đó chí nhỏ bằng vò rượu, bề ngoài cũng không được đẹp cho lắm, toàn thân loang lố giống như còn có thể sinh ra sâu mọt, trên khối đá còn có nhiều lỗ nhỏ lởm chởm. Nguyên nhân chính vì có bề ngoài xấu xí không bán được cho nên nó có giá rất rẻ, cũng ít có người đoái hoài đến nó. Nhưng khối đá xấu xí đó đã khiến cho căn nguyên của hắn rung lên mãnh liệt. Triệu Bân lại mở tiên nhãn ra nhưng đáng tiếc là hắn không thể nhìn thấu. Bất đắc dĩ hẳn lại phóng ra một tia căn nguyên, dung nhập vào trong tiên nhãn. Hay lắm, vừa làm như vậy thì hắn liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù vẫn bị một nguồn năng lượng thần bí ngăn trở nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy ở trong phần sáu nhất là một loại quả. Màu đỏ tươi chỉ to bằng quả nho đang lóe ra ánh sáng. Căn nguyên tiên quả. Hai mặt Triệu Bân sáng lên, hắn đã từng đọc được vài lời giới thiệu về loại quả này trong bí quyển, đúng như tên gọi, đây là một loại tiên quả dùng nuôi dưỡng căn nguyên, sau khi luyện hóa có thể biến thành chất dinh dưỡng cho căn nguyên. Không tồi. Triệu Bân liếm môi trong lúc chạm vào tiên nhãn. Tiên nhãn phối hợp với căn nguyên huyết mạch có thể giúp cho hắn nhìn xuyên qua khối đá. Đây đúng là một phát hiện đáng ngạc nhiên, lúc này hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trong khối đá nào có bảo bối, đúng là con mẹ nó tuyệt vời. Đạo hữu, ta muốn có khối đá này, Triệu Bán lên tiếng hỏi. Thánh nữ Chu Gia lướt đến như gió để giải cấm chế chẽn khối đá, sau đó cười nói, cất ở đây hay là mang đi? Như vậy là ý gì? Triệu Bân hỏi. Nếu như cất ở đây thì nó sẽ được bán với giá được đánh dấu. Nếu như mang đi không cất thì phải trả giá gấp đôi. Thánh nữ Chu Gia khẽ cười nói, giọng nói vô cùng ém tai. Tại sao? Triệu Bân hỏi lại. Hỏi xong thì Hân liền cười khan. Câu hỏi của hắn dường như có chút ngu ngốc, nếu như cắt tại đây mà ra báo bối thì có thể khiến cho xưởng đá thêm nổi tiếng, công việc làm ăn càng lúc càng chớ nén phát đạt. Còn nữa, nếu như có thể cắt ra bảo bối thì Chu Gia cũng có thể bỏ ra giá cao để mua lại, trong khi nếu như hắn mang đi thì cho dù có cất ra bảo bối cũng không có ai biết. Đó là ý nghĩa của việc phải bán giá gấp đôi cho một khối đá mang đi. Hầu hết những người đánh cược mua đá đều sẽ chọn cắt đá ngay tại chỗ. Mang đi. Triệu Bân mỉm cười lấy ra 2 vạn tiên thạch. Ngay sau đó hắn liền đẩy khối đá vào giới vĩnh hằng. Bảo bối bình thường thì không nói làm gì nhưng bên trong khối đá này lại là căn nguyên tiên quả có ý nghĩa phi phàm, nếu như cắt ra trước mặt mọi người thì cả xưởng đá sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Có của không thế để lộ ra ngoài. Hắn không muốn trở thành mục tẽo của mấy lão già này. Cứ tiếp tục xem đi. Thánh nữ Chu Gia mỉm cười sau đó xoay người rời đi. Khối đá này đập nằm ở đây mấy năm rồi, cuối cùng cũng có người mang đi. Triệu Bân vẫn chưa rời đi. Tiếp tục hưng phấn đi xung quanh chọn lựa, hai mắt liên tục liếc trái liếc phải, mỗi khi bước đến một khối đá nào thì hắn đều có thể nhìn thấy rõ bên trong, 8 phần đều không có bảo bối, còn lại 2 phần có bảo bối thì hơn phân nửa đều là những vật không xứng với giá cá của chúng. Ở trong góc, hắn lại đụng phải lão đạo áo lót. Khuôn mặt của lão ta đã trở nên đen hơn trước rất nhiều, lão ta liên tiếp chọn chúng mấy tảng đá không hề có bảo bối, vì muốn y ấy lại oai phong mà đã tiêu hết 140 vạn tiên thạch. Triệu Bân dừng lại bên cạnh một bãi đá. Tảng đá này còn lớn hơn cái bồ một chút, nhìn bẽn ngoài không có điều gì thần kỳ nhưng hắn có thể liếc mắt nhìn thấy bên trong có bảo bối, đó chính là một đóa sen màu xanh tỏa ra sinh linh khí mênh mông, nhưng bị nguồn năng. Lượng thần bí cách trở nên sinh linh khí đều bị mặc kẹt ở bên trong. Liên hoa hữu sinh, Triệu Bân lấm bấm. Hắn đã từng nhìn thấy tẻn vật này, ngày xưa ở phàm giới khi hắn bị cô lang dạ hành đánh rơi xuống vực sâu. Chính nhờ có vài giọt tinh hoa của Liên Hoa Hữu Sinh đã khiến cho hắn khởi tử hồi sinh.
không ngờ đến tiền giới hắn lại gặp nó một lần nữa, hơn nữa còn tươi tốt chứ không héo rũ, đây chính là thứ tốt, những người sập hết túi thọ thích nó nhất, chỉ cần dùng nó liền có thể sống thêm được vài chục năm. Có chút đắt, lão đạo áo lót nhìn giá cả, tận 30 vạn tiên thạch. Do dự vài giây thì lão ta cũng thu kính lúp rồi rời đi. Lão ta vừa mới xoay người rời đi thì Triệu Bản đã lén tiếng, đạo hữu, ta muốn khối đá này. Hửm, lão đạo áo lót vừa mới rời đi thì đã vòng trở lại, lão ta liếc mặt nhìn quét Triệu Bân từ trên xuống dưới liền nhận ra hẳn. Trước đó không lâu hai người còn từng tán gẫu với nhau, đây chính là tên nhóc đã chạy ra khỏi núi. Tiểu bối, trong khối đá này không có bảo bối đâu. Lỡ như có thì sao, Triệu Bản cười nón. Không nghe lời lão phu thì chỉ có hạ ỷ mà thôi, lão đạo áo lót ý vị thâm trường nói. Thánh nữ Chu gia lướt đến gần phất tay áo giải cấm chế chẽn khối đá, tiện tay còn lấy đao ra. Ta mang đi, Triệu Bân vội vàng cản lại. Thật tiếc quá, những khối đá có giá từ 30 vạn đều phải cắt ra trước mặt mọi người, thánh nữ Chu gia cười, tuy còn nửa câu sau cô ta chưa nói nhưng ngụ ý cũng đã rõ ràng, đây là quy củ của xương đá Chu gia. Thế, thì cứ cất trước mặt mọi người vậy. Triệu công tử cười khan một tiếng, trong lòng lại không thế không oán thầm, quy củ cái quái gì chứ, đây rõ ràng là muốn đẩy hắn ra đầu sóng ngọn gió. Nhưng, Hân cũng không thể bỏ qua báo bối này. Cật, Triệu Bân đưa tú ổ chữ vật ra. Tên nhóc này dư tiền thật, lão đạo áo lót xoa cằm, tên nhóc từ trong núi chạy ra này đúng là đại phú hào, nói cắt liền cất. Để lão phu xem ngươi cất ra cái gì, ta đã nói bẽn trong không có bảo bối rồi. Keng. Thánh nữ Chu gia bắt đầu chậm rãi cắt tảng. Có rất nhiều người đi ngang qua tò mò tụ tập. Lại xem. Giá 30 vạn không hề thấp, đế xem có thế cất. Ra cái gì? Triệu Bân cầm bầu rượu lên, yên lặng chờ đợi Liên Hoa Hữu Sinh xuất hiện. Ở đây có nhiều người như vậy, hẳn là hắn sẽ có thế bán được giá tốt. Lão phù bấm đốt ngón tay tính toán ra khối đá này chí là một khối đá phế thải. Lão phu cũng bấm đốt ngón tay tính toán được vị đạo hữu này nói rất đúng. Mỗi khi mấy lão già này tụ tập lại với nhau thì luôn xuất hiện những lão già bịp bợm, động tác vuốt râu trông vô cùng chính tề làm như ta đây biết hết mọi sự, thậm chí còn có nhiều người khoanh tay đứng chờ chế giễu. Việc tu luyện buồn tẻ như vậy dù sao cũng phải tìm được một chuyện vui để giải tỏa, nhìn thấy người khác mất tiền chính là chuyện vui của bọn họ. Răng rắc, đao của thánh nữ Chu gia lại hạ xuống, táng đá chậm rãi nứt ra. Trong những khe nút bắt đầu tràn ra từng đợt sinh linh khí khiến cho tinh thần của mấy lão già có mặt đều chấn động. Thực sự có bảo bối. Lão đạo áo lót đã không còn bình tĩnh nữa, đứng chết chân ngay tại chỗ. Tốc độ của thánh nữ Chu gia đã chậm hơn rất nhiều. Răng rặc. Một đao tiếp theo hạ xuống, táng đá vỡ ra toàn bộ. Liên Hoa Hữu Sinh đã xuất hiện, sinh linh khí lượn lờ xung quanh, quanh thản còn có dị tượng diên hóa, mây khỏi đủ màu tràn ra cả xương đá. Thậm chí còn khiến cho những người đang chọn lựa đá ở nơi khác cũng bị thu hút lại đây. Đó là, Liên Hoa Hữu Sinh, mấy lão già kinh ngạc không thôi, liếc mắt một cái liền nhận ra bảo bối. Đây đúng là một thứ tốt. Tiểu bối này vừa bước ra cửa đớ dẫm phải phản chó rồi hay sao? Hiện trường lúc này đã vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là mấy lão già vô cùng phấn khởi, có Liên Hoa Hữu Sinh thì bọn họ liền có thể bồi bổ thọ nguyên, đúng là quá phù hợp với bọn họ. Con mợ nó chứ. Lão đạo áo lót ôm ngực, cảm thấy vô cùng đau lòng. Lão ta nhìn lâu như vậy cũng không mua, cuối cùng lại bị một tiểu bối mua được. Nhìn sang thánh nữ Chu gia, ảnh mất của cô ta lại trở nén kỳ quái, ngày hôm nay tay của cô ta chúng ta hay sao? Cô ta đã cắt ra đến mấy bảo bối rồi, sau khi Chu gia của cô ta mang đá về thì thường sẽ lựa chọn trước một số khối đá tốt để tự mình cất ra, tại sao lại bỏ sót những khối đá có bảo bối này chứ? Một cây Liên Hoa Hữu Sinh chập chán có giá hơn 30 vạn tiên thạch rất nhiều. Vèo. Triệu Bân nhanh tay lẹ mắt phong ấn Liên Hoa Hữu Sinh lại để tránh làm thất thoát sinh linh khí của nó. Vốn dĩ hắn muốn giữ kín chuyện này nhưng điều kiện không cho phép, cuối cùng lại để cho tất cả mọi người biết được. Lão phu ra giá 50 vạn, người bán lại cho lão phu đi, có lẩu bổi cười nói. 50 vạn mà đã muốn mua được Liên Hoa Hữu Sinh, người đang cướp của người ta đó sao? Có lão bối liếc xéo rồi thản nhiên nói, lão phu ra giá ô không vạn. 100 vạn. 150 vạn. 200 vạn. Nơi này không phải hội đấu giá mà còn nếu nhiệt hơn cả hội đấu giá, mấy lão già đều hăng máu liên tục ra giá, giá cả hô lên cũng càng lúc càng tăng cao, cũng không còn cách nào khác, thọ nguyên có hạn,
ai cũng muốn được sống lâu, có tiền mà không cỏ mạng để dùng cũng vô dụng. Cuối cùng, nó đã được bán với giá 300 vạn. Trong lòng Triệu Bân rất vui sướng, đúng là một chuyên tốt. Có người vui sướng thì cũng có người đang tức giận mắng chửi. Người có được liên hoa hữu sinh đã ra khỏi xưởng đá ngay lập tức. Sau đó lại có không ít lão già đi theo sau, dù bọn họ không có tiền mua liên hoa hữu sinh thì cũng có thế cướp về dùng. Tất nhiên cũng có không ít người đang nhìn chằm chằm vào Triệu Bân, tên nhóc này vừa mới thu được 300 vạn tiên thạch, đã trở thành một đại phú hào rồi. Nếu như có thể cướp được thì cũng là một nguồn tài phú không nhỏ. Triệu Bân lại rời đi, Vân Dừa thái độ kín đáo. Nếu như không phái xướng đá có quy cú thì chỉ có điên mới đồng ý cắt đá ở đây, cho dù có phải trả giá nhiều hơn 30 vạn thì cũng tốt hơn bị đám lão già này nhìn chằm chằm. Tên nhóc nhà ngươi khá lắm, lão đạo áo lót đuối theo, nét mặt già nua càng lúc càng u ám. Ta cũng không biết, ta chỉ tùy tiện mua mà thôi, Triệu Bân cười nói, trưng ra nét mặt vô tội. Nói xong hắn còn lấy ra một bầu rượu, nhìn thấy lão già trước mặt tâm tình không tốt liền muốn dùng rượu để an ủi. Như vậy còn coi được, lão đạo áo lót không khách khí liền một hơi uống cạn. Sau đó Triệu Bân lại bị lão ta kéo vào góc tường. Lão phu có bảo bối, nếu như ngươi muốn thì ta bán rẻ cho ngươi, lão đạo áo lót nớ nụ cười thần bí nói. Bảo bối gì, Triệu Bân nhấp một ngụm rượu nói. Lão đạo áo lót vén tay áo lên, trong tay áo có càn khôn, chính là một tiểu thế giới trông giống như một biển sao trời, mỗi một ngôi sao trong đó đều vô cùng sáng đẹp. Cũng không đúng. Nhìn kỹ lại thì đỏ không phải là những ngôi sao mà là rất nhiều binh khí, đao, thương, kiếm, kích, roi, lò. Cái gì cũng có, lóe ra nhiều màu chói mắt, nhìn thoáng qua còn tưởng là những ngôi sao. Triệu Bân nhìn vào bẽn trong thì thấy có rất nhiều pháp khí nhưng đều đã rách nát, có thể tìm được rất nhiều ỏ bẽn ngoài, muốn dùng thứ này để lửa đám tiếu bối không dành thế sự thì cũng ốn, nhưng nếu muốn dùng thứ này để lửa hán thì lão ta còn chưa đủ đạo hạnh. Lão phu bán lỗ. 300 vạn cho ngươi hết, lão đạo áo lót vuốt râu nói. Ấy, cô nương kia sao không mặc y phục, Triệu Bân cơ trí lúc này lập tức kiếng chân nhìn sang một hướng khác. Cò nương, không mặc y phục, ở đâu? Lão đạo áo lót ngoái đầu nhìn lại theo bản năng. Gì chứ, toàn là mấy lão già, lấy đâu ra tiên tử. Nhận ra mình bị lừa, khuôn mặt lão ta đen lại ngay lập tức. Nhưng khi lão ta quay đầu lại thì đất không thấy bóng dáng của Triệu Bân đâu nữa. Triệu công tứ đã nhanh chân chạy mất, tiếp tục đi tìm bảo bối. Tìm mãi, hắn tìm tới chỗ thánh nữ Chu gia. Đúng là một cô nương hiếu học, cô ta đang ngồi trên một tảng đá lặng lẽ đọc sách, khi có người gọi, cô ta mới qua đó. Trong thạch phường này cũng có rất nhiều người của Chu gia, đa số thời gian chẳng cần cô ta chạy tới chạy lui làm gì. Nếu nhân thủ trong nhà không đủ, cô ta cũng không chạy tới đây đọc sách. Triệu Bân xách ra một bầu rượu. Xoay tới xoay lui ở khu vực cách thánh nữ Chu gia không xa. Hắn xem hết một lượt các tảng đá ở thạch phường, chẳng có bảo bối gì hết, nhưng tảng đá mà thánh nữ Chu gia đang ngồi lại khá thú vị, dù dùng tiên nhãn kết hợp với căn nguyên cũng chẳng thế nào nhìn rõ được, chỉ thấy bên trong tảng đá là một màu đen kịt. Thứ gì đây, Triệu Bân dùng hết nhãn lực vẫn không thế trông thấy rõ ràng. Có lẽ vì tảng đá này quá kỳ dị, sức mạnh thần bí ẩn chứa trong đó quá nhiều nên nó bị che giấu cẩn mật. Chắc hắn là bảo bối. Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng như vậy, hắn cười khà khà tiến lên phía trước. Thánh nữ Chu gia ngước lên, thu lại cổ thư, nhìn về phía Triệu Bân. Tiên tử, tảng đá này có bán không? Triệu Bân chỉ vào tảng đá mà thánh nữ Chu gia đang ngồi. Ta mang thứ này tới đây nghỉ chân, thánh nữ Chu gia mỉm cười lễ độ. Ta cũng muốn mang nó về ngồi thử, Triệu Bân cất lời đầy vẻ thâm trầm. Nếu đạo hữu thích, ta bán cho ngươi. Một vạn tiên thạch, thánh nữ Chu Gịa cười cười. Thành giao, Triệu Bân cầm túi chữ vật rồi chuyến tảng đá đi thật. Hắn không cất nó ra ngay tại chỗ, đem về từ từ nghiên cứu. Sau lưng hẳn, ánh mắt của thánh nữ Chu gia khá kỳ lạ. Người này lạ lùng ghê, bao nhiêu tảng đá không chọn mà cứ đòi tảng đá này, mặc dù nói thật là ngồi lên tảng đá kia cũng rất thoải mái. Bên này, Triệu Bân đã ra khỏi thạch phường. Sau lưng hắn, không ít người bám theo. Đa phần là các lão già. Thế nhưng, đuổi theo một hồi, họ không thấy bóng dáng Triệu công tử đâu nữa. Đuổi theo ta. Đến khi xuất hiện lần nữa, Triệu Bân đã ở trong một tiểu viện yên tĩnh. Trong thành cũng có linh sơn, mà tiểu viện hắn đã thuê lại này nằm ở bên cạnh lối đường tắt yên tĩnh, là một nơi rất tốt để tu thân dưỡng tính.
quan trọng nhất là nơi này rất an toàn, trong thành cũng ngăn cấm các trận đấu tự phát mà. Đóng cửa viện lại, hắn mới lấy ra tảng đá đầu tiên. Chỉ vài ba động tác, từng lớp vỏ đá bị gọt ra đầy đất. Tiên quả đỏ rực cũng theo đó mà lơ lửng giữa không khí, có khói xương đỏ ửng bao quanh, mùi hương thơm nồng rất quyến rũ, điều duy nhất không hoàn hảo chí là tiên quả căn nguyên này chưa trưởng thành. Có là tốt lắm rồi. Triệu Bân nghĩ rất thoáng. Hắn há miệng nuốt trọn, khoanh chân ngồi dưới gốc cây cố gắng luyện hóa. Không hổ là tiên quả căn nguyên, cho dù chưa trưởng thành vẫn có thể khiến căn nguyên của hắn trở nên dồi dào. Nếu có thêm mấy quả như thế này nữa thì căn nguyên của hắn chắc chắn sẽ khôi phục như thoát xác. Nói tóm lại là một tân cơ duyên. Tới tận nửa đêm hắn mới mở mắt, khí huyết tràn trề khắp toàn thân. Hắn tiến vào thế giới vĩnh hằng, lấy ra tảng đá thứ hai. Bởi vì không biết bên trong thứ này là gì nên trốn vào thế giới vĩnh hằng cho an toàn, lỡ như gây ra động tĩnh gì đó quá lớn, có thể sẽ gọi tới thêm nhiều lão giả bám đuôi. Sau một hồi quan sát, hắn vẫn không nhìn ra điều gì. Hắn cầm đao trúc, gọt bỏ từng lớp vỏ đá. Có lẽ vì sức mạnh bí ẩn bên trong tảng đá đang rời rạc dần nên khả năng che phủ của nó cũng yếu đi, hắn có thể gắng gượng trông thấy thứ đen thùi lùi kia biết di chuyển, đồng thời hình thái cũng không theo quy luật nào, méo mó khó coi. Keng! Hắn dè dặt hơn khá nhiều, vừa cắt gọt vừa nhìn trộm. Càng nhìn thì ánh mắt của hắn càng thâm trầm. Thứ màu đen kia dường như không chỉ biết cử động mà còn biết thay đổi hình thái. Ngay trước đó, hình như hắn trông thấy một gương mặt quỷ, đã vậy còn cười với hắn. Tà niệm! Triệu Bân lầm bầm trong lòng, còn vô thức đảo mắt nhìn thế giới vĩnh hằng. Nếu thứ này thực sự là tà niệm, tại sao thế giới vĩnh hằng không ném nó ra ngoài? Hay là tà niệm không được coi là vật sống thực thụ? Răng rắc! Đột nhiên, tảng đá nứt ra. Từ trong vết nứt trên tảng đá, một luồng khí tức nóng bỏng tràn ra. Ngọn lửa, Triệu Bân sững sờ. Đúng lúc này, tảng đá đột ngột nổ tung. Mẹ kiếp, đúng là ngọn lửa thật, một ngọn lửa màu đen, đồng thời sở hữu linh trí cực kỳ cao, có khả năng tự tấn công. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc của tảng đá, nó biến thành một biển lửa. Triệu Bân không kịp trở tay nên bị nhấn chìm ngay lập tức, ngọn lửa hung hãn khiến hắn đứng không vững. Đợi khi đứng vững rồi. Đập vào mắt hắn là mặt quỷ do ngọn lửa biến thành, vặn vẹo méo mó. Tiên hỏa. Triệu Bân thoáng nheo mắt, chỉ liếc cái đã hiểu rõ vấn đề. Đây là một tiên hỏa hàng thật, thế phách của hắn còn không chịu nổi sự thiêu đốt của ngọn lửa này. Khó hiểu nhất là ngọn lửa này sở hữu linh trí của tà niệm, cứ với đà phát triển này. Hiển nhiên là nó định thiêu rụi hắn, à không phải, chắc là định cắn nuốt hắn, gây ra một trận đoạt xác. Growl. Ngọn lửa mặt quỷ há cái miệng to định nuốt chửng Triệu Bân. Triệu Bân cười khấy, chém ra một vết nứt, nhảy khỏi biển lửa, vung chưởng dập tắt ngọn lửa mặt quỷ. Tiên hỏa màu đen này rất quỷ dị, nó nhanh chóng tụ lại thành một mặt quỷ khác, biển lửa hung hãn cũng càng thêm điên cuồng. Khí huyết tinh thuần quá, mặt quỷ mỉm cười ghê rợn. Cười một hồi rồi nó không cười nữa, lộ ra vẻ kiêng dè, tiên thể vĩnh hằng. Người cũng biết khá nhiều đấy nhỉ, Triệu Bân mỉm cười nhìn mặt quỷ. Trời cũng giúp ta đây mà, ngọn lửa mặt quỷ lại cười, vẻ kiêng dè bay hết, trong ánh mắt nó chỉ còn sự tham lam. Ngọn lửa cuồn cuộn kia lại nhấn chìm Triệu Bân lần nữa, trong biển lửa còn có thêm sức mạnh luyện hóa rất kỳ lạ. Một ngọn lửa mà cũng đòi luyện hóa ta. Triệu Bân thét lên đầy đanh thép, hiến tế căn nguyên huyết mạch. Biến thành một tiên hải, dùng tiên lôi bổ trợ, biến thành tiên hải sấm chớp, nuốt trọn biển lửa, đến cả mặt quỷ cũng bị nuốt luôn. Á! Tiên hỏa màu đen gào thét, thậm chí còn biến thành hình người. Dù đã biến thành hình người nhưng toàn thân tên này vẫn đen thui, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ có đôi mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nham hiếm, đáng sợ. Dù nó không phải lệ quỷ, nhưng nhìn thế nào cũng đáng sợ hơn lệ quỷ. Mở! Tiên hỏa hình người thét lên. Lập tức chém tung biến sấm chóp cấp tiên. Triệu Bân cuốn theo tiên lực lao tới, vung nắm đấm, tạo ra một con rồng màu vàng. Đùng! Tiên hỏa hình người cũng không phải dạng tầm thường, dậm chân khiến con rồng kia tan ngay lập tức. Cùng lúc đó, nó vung cánh tay, ngọn lửa hừng hực biến thành tấm màn đen từ trên trời đè xuống. Keng! Triệu Bân đột ngột vung tay áo, vẽ ra một dòng sông sao. Tấm màn đen kia bị vạch ra một vết rách. Sau đó bị ánh sáng chiếu rụi. Quỳnh! Tiên hỏa hình người mỉm cười u ám, diễn hóa ra một xoáy lốc. Xoáy lốc kia cực kỳ quỷ dị, xoay chuyển với tốc độ cực nhanh,
khả năng cắn nuốt siêu mạnh, còn có cả sấm chớp đì đùng. Triệu Bân không kịp trở tay nên bị nó hút vào trong, thế phách cường hãn cũng bị xé ra vài vết nứt. Phong ấn. Tiên hỏa hình người kia quát mạnh, sử dụng bí pháp giam cầm. Tiếc rằng nó chỉ là một ngọn lửa, vừa mới thi chiến bí pháp đã bị Triệu công tử phá hỏng, hắn lao ra ngoài. Vẫn chưa hết. Tiên hỏa hình người hét lên, huyên hóa ra một cái đỉnh khổng lồ, thu gọn Triệu Bân vào trong, bên trong đỉnh, lửa cháy phừng phừng, sức mạnh luyện hóa đạt tới cực hạn, quần áo của Triệu Bân bị luyện thành tro, tiên lực và khí huyết cũng tan rã rất nhiều. Tiên hỏa mạnh quá, Triệu Bân không khỏi kinh ngạc. Cũng may nó chỉ là tiên hỏa. Nếu chủ nhân của nó ở đây, nếu tiên hỏa này được chủ nhân của nó điều khiến, hắn sẽ chết một cách khó coi lắm. Tới đây, đồng hóa cùng ta đi, tiên hỏa hình người mỉm cười nham nhở. Tiểu gia ta cần phải mời ngươi nghe một khúc, Triệu Bân chưa ra khỏi chiếc đỉnh đầy lửa, hắn gọi đàn đá, gảy tiên khúc tĩnh thế, dùng nó để đối đầu với tàn niệm, uy niệm cũng rất tàn bạo. Khỏi phải nói chứ, tiên khúc tĩnh thế rất hữu dụng. Tàn niệm ai oán một hồi, chiếc đỉnh mà nó biến ra cũng mất hết uy lực, ầm ầm nổ thành mảnh vụn. Thấy vậy, Triệu Bân càng gảy đàn hăng hái hơn. Tiếng đàn vô hình nhưng cầm ý bá đạo, phối hợp cùng ma lực tĩnh thế khiến tàn niệm bên trong ngọn lửa bị đánh cho không kịp trở tay. Nó vốn có hình người, vậy mà bị đánh thành hình dạng ngọn lửa, chạy trốn khắp nơi. Tiếc rằng nó không có đường thoát. Nơi này là thế giới vĩnh hằng, nó không thể nào ra ngoài được, mà tiên khúc tĩnh thế vang vọng khắp tiểu thế giới này. Đòn tấn công không một kẽ hở khiến tiên hỏa dù trốn đến đâu cũng không thể tránh né, linh trí của tàn niệm bị tiêu diệt từng chút một. Uy lực của ngọn lửa cũng theo đó mà giảm đi, đến khi không còn gây ra sóng gió gì được nữa. Diệt! Triệu Bân điềm nhiên cất lời, kiếm nguyên thần phóng ra từ mi tâm, nhắm vào ngọn lửa tàn niệm kia, một đòn tấn công chém nó tan tành mây khói. Đến lúc này, tiếng gào ai oán mới tan đi. Đến lúc này, thế giới vĩnh hằng mới khôi phục vẻ bình lặng. Tàn niệm tan rồi nhưng tiên hỏa màu đen vẫn còn ở đó, nó biến thành một đốm lửa lơ lửng trong không trung, màu đen càng thêm thuần túy. Không có linh tính, cũng không có linh trí, chỉ biết lơ lửng ở đó, một đốm lửa lay động. Tiên Lôi và Long Uyên cũng chạy ra ngoài, đảo quanh tiên hỏa và ỉ vòng. Triệu Bân cũng bước đến, nhìn tới nhìn lui. Đây đúng là tiên hỏa rồi, khỏi cần bàn cãi, cấp bậc của nó cũng không thấp. Nguyên nhân là bởi linh trí bị tiêu diệt, nó biến thành ngọn lửa, vô chủ nên không khai thác được uy lực. Nếu nó có linh trí như Tiên Lôi và Long Uyên thì chắc chắn sẽ bá đạo vô song. Đi theo ta nhé. Triệu Bân mỉm cười, thu tiên hỏa vào tử phủ của mình, dùng căn nguyên và tiên lực để nuôi dinh, lâu dần, chắc chắn có thể nuôi nó thành ngọn lửa của mình. Một khi nuôi ra được linh tính và linh trí, vậy thì nó sẽ ghê gớm lắm đây. Sáng sớm, Triệu Bân ra khỏi thành từ sớm, lại tới sơn môn của Thánh Hỏa Điện. Người canh cửa vẫn là hai lão già mặc hắc bào, đang nhắm mắt ngồi thiền. Hai vị đạo hữu, ta lại tới rồi đây, Triệu Bân cười khà khà. Hai lão già coi như không nghe thấy, thậm chí chẳng buồn vén mí mắt lên. Lão tổ của hai vị đã xuất quan chưa? Triệu Bân nhìn hai người với vẻ thăm dò. Chưa xuất quan. Lão già thứ nhất hờ hững đáp, nghe giọng nói thì lão ta khá bực mình, gặp đúng lúc sáng sớm nắng đẹp là thời điểm tốt để tu luyện mà bị quấy rầy như vậy, lão ta chưa buột miệng chửi người đã là nề mặt lắm rồi. Chút lễ mọn, không đủ thành ý, Triệu Bân lại lấy ra hai chiếc túi trữ vật, đưa cho mỗi người một túi. Bên trong mỗi túi đựng 10 vạn tiên thạch, vì muốn có đèn trường minh mà hắn chi tiền không tiếc tay. Quả nhiên, có tiền vẫn hữu dụng hơn. Hai lão già mở mắt ra, nhìn thấy con số tiên thạch không nhỏ mắt sắc mặt hòa hoãn hơn khá nhiều. Cho dù là vậy, hai lão già vẫn rất tỏ vẻ, có việc gì chi bằng cứ nói thẳng. Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, Triệu Bân mỉm cười, lại nhét thêm cho mỗi người một viên ngọc thạch, nếu lão tổ của các vị xuất quan, cảm phiền thông báo cho ta một tiếng. Cứ bóp vỡ ngọc thạch là được, khi ấy sẽ có hậu tạ. Hai lão già kia cũng không khách sáo, phất tay nhận lấy. Mấy lời phía trước của Triệu Bân họ chẳng buồn nghe, chỉ nghe thấy bốn chữ sẽ có hậu tạ. Người này làm việc cũng hào sảng lắm, lần đầu tiên 3 vạn, lần thứ 2 10 vạn, tân thứ 3 dù thế nào cũng phải từ 12 vạn đổ lên. Ai cũng đạt được mục đích của mình. Chỉ cần có tiền. Chuyện này họ rất sẵn lòng giúp đỡ. Đa tạ. Triệu Bân chắp tay, quay người rời đi. Đập vào mắt hắn là ba bóng người bay xẹt qua bầu trời, đi đầu là một thanh niên, ở phía sau có hai lão già, một người mặc áo vàng và một người mặc áo bạc,
chắc hẳn là hộ vệ của thanh niên đó, khí vận đều đạt tới cảnh giới thái hư. Ôi chao, Triệu Bân thoáng nhướng mày, gặp được người quen cũ này Thánh Tử Vấn Thế Tiên Tông Lương Khâu. Gặp phải Lương Khâu ở chỗ này đúng là ngoài ý muốn, từ đằng xa chạy tới Bắc Cực Tinh, hắn ta thăm người thân hả. Trong lúc này, ba người Lương Khâu đã đến, giống như ba cánh nhạn xẹt ngang bầu trời, chạy thẳng tới Thánh Hỏa Điện. Hửm, lúc đi ngang qua Triệu Bân, Lương Khâu vô thức nghiêng đầu nhìn sang. Không biết tại sao hắn ta lại cảm thấy rất quen thuộc cái dáng người của tên mặc đồ đen này, hình như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng đối phương che chắn quá kín kẽ, với thực lực của hắn ta thì không nhìn thấu được, ngay cả hai cao cảnh giới thái hư áo vàng và áo bạc cũng không thể nhìn rõ chân dung của Triệu công tử, thế càng đừng nói là hắn ta, cả ba chỉ biết đối phương là cảnh giới động hư. Thủ pháp che giấu quá huyền ảo, cảnh giới thái hư áo bạc nhàn nhã nói. Nếu trưởng lão rảnh thì có thể đi điều tra về kẻ này một chút, Lương Khâu truyền âm. Đã để lại ấn ký rồi, đợi sau khi đến Thánh Hỏa Điện, ta sẽ đích thân đi điều tra, cảnh giới thái hư áo vàng nói. Nhìn thấy ba người, hai trưởng lão Thánh Hỏa Điện canh giữ sơn môn vội vàng đứng lên, chắp tay từ xa, không biết các đạo hữu Vấn Thế Tông đến nên không thể đón từ xa, còn mong lượng thứ. Tiền bối khách sáo rồi, Lương Khâu khẽ cười, từ trên trời đáp xuống. Lão tổ nhà ngươi đang ở đâu, cảnh giới thái hư áo bạc vuốt râu. Lão tổ Hắc Sơn của chúng ta vẫn đang bế quan, có lẽ lão tổ Thánh Hỏa phải đợi lâu. Làm phiền rồi. Nói được hai ba câu, mấy người Lương Khâu được dẫn vào Thánh Hỏa Điện. Cảnh tượng này, Triệu Bân nhìn thấy toàn bộ. Rõ ràng Vấn Thế Tông của Bắc Đầu Tinh và Thánh Hỏa Điện của Bắc Cực Tinh có quan hệ vẫn rất tốt, bằng không thì trưởng lão Thánh Hỏa Điện cũng sẽ không nồng hậu đón chào như vậy. Dù sao cũng nhiệt tình hơn khi trả lời hắn. Triệu Bân quay về thành Thánh Hỏa, chạy thẳng đến một cửa tiệm. Đó là một thạch phường nhưng không phải là thạch phường Chu gia, trước khi đến, hắn đã nghe ngóng tìm hiểu rồi, trong thành này có đến mười mấy thạch phường như vậy, thế hắn sẽ lần lượt dạo một vòng, có bảo bối mà không chiếm mới là ngu ngốc. Đây chính là thạch phường của Dương gia, nơi này nhiều đá hơn Chu gia, việc làm ăn kinh doanh cũng tốt hơn. Ba ngày trước, thạch phường này đã khai quật được một bộ sách cổ, là Tâm Pháp Vô Thượng, kích thích biết bao người, khiến lượng người tới đây tăng vọt, tất cả chỉ vì muốn kiếm lời mà thôi. Triệu Bân vừa bước vào là đã thấy một luồng sáng phóng thẳng lên trời. Là một cây châm ngọc màu ngọc bích có ý uẩn cổ xưa, thu hút nhiều người vây xem. Hòn đá này lạ quá. Triệu Bân lẩm bẩm, không khỏi tò mò với khu cấm cổ xưa. Rốt cuộc là khu cấm địa cổ xưa kia đã gặp phải biến cố cỡ nào mà lại thành ra thế này. Sau đó hắn thu hồi tầm mắt, bắt đầu dạo quanh, vừa đi vừa nhìn, nơi nào cũng có những hòn đá phát sáng, mà mỗi một hòn đá như vậy đều làm không ít người tụ lại nghiên cứu, tụ năm tụ ba, hơn nữa ai cũng cầm kính lúp quan sát rất nghiêm túc, chăm chú như chuyên gia giám định bảo vật. Mẹ nó, lại là một hòn đá bỏ đi. 30 vạn tiên thạch chỉ mua được một cây quạt nát. Hôm nay ta khá may mắn, mở ra được một viên linh châu không tầm thường. Thạch phường như cái chợ, kẻ đến người đi, cực kỳ náo nhiệt, đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng bàn luận, mắng nhiếc, có người mừng rỡ, có kẻ mắng to, cực giống sòng bài, người vui kẻ sầu. Bảo bối đâu? Không biết Triệu Bân đã lẩm bẩm câu nói này bao nhiêu lần rồi. Đá ở đây rất nhiều nhưng bên trong lại không có cái nào ra hồn, vòng đi vòng lại hồi lâu, xem xét mấy ngàn tảng đá. Giá cái này lại mắc hơn cái kia, nhưng chưa thấy món báu vật nào. Hắn vẫn không ngừng. Tiếp tục tìm. Đá vẫn còn rất nhiều. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang rền. Có người mở được bảo bối, tiên quang chói lọi phóng thẳng lên trời. Triệu Bân vô thức ngước mắt lên xem, đập vào tầm mắt là mây mù lượn lờ trên bầu trời, điều tạo ra dị tượng này là một viên đan dược. À không, phải nói là nửa viên đan, dược hương nồng đậm lan ra khắp xung quanh. Trời ạ! À, đan tám vân! Thạch phường vốn dĩ náo nhiệt bỗng chốc im lặng bởi đan dược này, toàn bộ mọi người ở đây đều ngửa đầu nhìn nửa viên đan dược lơ lửng giữa bầu trời, dị tượng vẫn đang diễn ra, đan khí lượn lờ, dường như có thể nhìn thấy trong không gian mờ mịt một vóc dáng xinh đẹp mờ ảo nhưng chỉ hiện lên thoáng chốc. Ta hoa mắt rồi sao? Không ít người xoa mắt, tưởng mình nhìn lầm. Khi nhìn lại lần nữa thì hình bóng đó đã biến mất. Triệu Bân đã nắm bắt được cảnh tượng biến mất trong tích tắc này. Mặc dù bóng dáng đó khá mờ ảo nhưng hắn lập tức nhận ra ngay là ai khi vừa thấy. Nguyệt Thần. Viên đan dược đó, là do Nguyệt Thần luyện sao? Triệu Bân thầm nghĩ, ánh mắt cũng trở nên kỳ lạ.
đan dược có phản chiếu ra bóng người thì chắc chắn chỉ có hai khả năng, một là viên đan dược đó là đan dẫn cho người sống, hai là cấp bậc của viên đan dược quá cao, thậm chí cao tới mức ý niệm của người luyện đan có thể hiển hóa trong tình huống đặc thù. So với việc nó đan dẫn, hắn tin vào khả năng thứ hai hơn. Trước khi thành thần, chắc Tú Nhi cũng đã có trình độ với luyện đan. Còn tại sao đan dược lại được giấu trong đá, câu trả lời cũng không khó đoán, chắc có lẽ là vì Nguyệt Thần có mối liên quan nào đó với thánh địa cổ xưa đó, thậm chí, hắn còn hoài nghi là chuyện thánh địa cổ xưa bị hủy diệt có liên quan đến Nguyệt Thần, ai bảo cô ta gây thù với người ta nhiều. Đi đến đâu cũng có thể gặp cố nhân. Đan Tám Vân, có quá nhiều khách chạy đến xem, ông chủ Thạch Phường là kẻ chạy đến nhanh nhất, đây là bảo bối được tìm ra trong Thạch Phường nhà mình, nếu có thể, ông ta cũng bằng lòng dùng số tiền lớn để mua lại, về từ từ nghiên cứu. Đến muộn rồi. Triệu Bân cảm thấy khá đáng tiếc, chân lại đến gần nơi đó. Nếu hắn đến sớm mấy canh giờ, nếu hắn gặp được hòn đá đó sớm hơn, thì cũng không đến lượt của người khác rồi. Viên đan do Nguyệt Thần luyện ra có ý nghĩa phi thường. Nếu là hắn, nơi này sẽ rậm rạp bóng người. Người cắt ra đan dược là một thanh niên có tướng mạo tầm thường, tên này bị vài ông lão bao quanh, hô hào muốn mua đan dược của mình thì sắc mặt tái mét, có lẽ là vì áp lực quá lớn. 100 vạn, 150 vạn, 200 vạn. Xung quanh trở nên hỗn loạn, Thạch Phường làm nên ăn ra bỗng biến thành phòng đấu giá. Quy củ từ xưa là người ra giá cao sẽ giành được, tình huống này không phải xem ai to tiếng hơn mà là xem của cải ai dày hơn. Chỉ phút chốc nửa viên đan Tám Vân đã lên đến mấy triệu, cứ thế. Mấy ông lão kia vẫn còn đỏ bừng mặt mũi khàn giọng hét. Người hóng chuyện không ngại lớn chuyện. Mọi người bao vây đến xem đông nghịt. Triệu công tử cũng muốn thử nhưng ông chủ Thạch Phường đã chen vào, hét cái giá trên trời đánh bại cả đám, mà trong đám bại trận đó còn có cả hắn, hắn có tiền nhưng không tranh lại với các đại tộc. Nửa viên đan Tám Vân được bàn giao dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Không ít người cảm thấy tiếc nuối, cũng có kẻ lên tiếng mắng. Người vui nhất vẫn là thanh niên đó, hắn ta chỉ tốn 30 vạn để mua được đá, nhoáng cái đã kiếm lời gấp mấy trăm lần, một tên nghèo như hắn ta lập tức trở nên giàu có. Nếu làm nhiệm vụ, không biết đến bao giờ mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Thế mới nói, Thạch Phường là một nơi tốt. Thanh niên đi rồi, sắc mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhưng Triệu Bân lại nhìn thấy có không ít lão già mò theo hắn ta. Những chuyện như giết người cướp của cũng là một con đường để làm giàu. Triệu Bân thở dài, xoay người định đi. Lúc này hắn mới cảm nhận được có một vật thể không rõ ôm lấy chân hắn. Cúi đầu xuống nhìn mới biết là một đứa nhóc đang ôm chân mình ngửi lấy ngửi để hết chỗ này đến chỗ khác. Triệu Bân sửng sốt, kẻ phá rối. Mẹ nó, người vẫn còn sống à? Kẻ phá rối ngước đầu lên như thể đã nhận ra Triệu Bân. Chính vì nhận ra hắn nên cậu mới tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra cảm xúc khó tin. Trước đó cậu rời đi sớm, sau đó mới được biết Triệu công tử đã làm một vụ lớn ở thành cổ Nam Thiên, bắt cóc Ngụy Hồng, ép buộc thành chủ Nam Thiên mở trận tinh không nhưng bị mọi người bao vây giết chết. Vì thế cậu còn đau buồn nhiều ngày. Lúc này nhìn thấy hắn, e là trong sát kiếp đó còn có ẩn tình bị che giấu. Từ khi tách ra đến giờ ngươi vẫn ổn chứ, Triệu Bân cười nói. Sao ngươi trốn ra được thế, kẻ phá rối lầm bầm tặc lưỡi. Có cao nhân tương trợ, Triệu Bân nói. Đừng nói gì cả, chúng ta kết bái huynh đệ đi, kẻ phá rối nghiêm túc nói. Ta còn một huynh đệ khác nhưng không đẹp trai bằng ta, ngươi làm lão tam của nhà bọn ta đi, hai ta sẽ bảo vệ ngươi. Triệu Bân liếc nhìn kẻ phá rối, tên nhóc này cũng muốn hút máu hắn. Còn cái gì lão tam nữa chứ? Con người ai cũng có hy vọng của mình, có làm thì cũng nên làm lão đại chứ. Sư phụ ta lợi hại lắm, làm huynh đệ với ta, không ai dám bắt nạt ngươi, kẻ phá rối lại nói. Lợi hại thế nào, Triệu Bân vừa nhìn hòn đá vừa hỏi. Hai lão tổ của Thánh Hỏa Điện gặp ông ấy đều phải gọi một tiếng tiền bối, kẻ phá rối tự hào nói. Khoác lác, cứ khoác lác tiếp đi. Đừng phá, ta nói thật đấy. Vậy sư tôn của ngươi ở trong thành chứ, Triệu Bân hỏi. Không ở trong thành, kẻ phá rối ho khan, ông ấy đến Thiên Vương Tinh xa lắm. Ngươi nói ông ta đến trái đất, ta cũng tin. Cái này, lão phu muốn. Thật kỳ lạ, sao mà chẳng cắt được ra bảo bối vậy? Ta bấm ngón tay tính được đá này có huyền cơ. Thạch Phường Dương gia vẫn náo nhiệt như họp chợ, tiếng bàn tán vang lên không dứt.
ở những chỗ thế này luôn có không ít kẻ lừa đảo đi khắp nơi dụ dỗ thế hệ trẻ mua đá, cắt được bảo bối thì giả vờ thâm trầm như đã biết trước, còn nếu không có bảo bối thì thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Bảo bối đâu? Triệu Bân nghiêm túc tiếp tục tìm kiếm con đường đó. Kẻ phá rối đi theo hắn cả đoạn đường, vẫn nghĩ cách bán cho Triệu công tử với giá thấp. Wow, đá này biết phát sáng. Đi đến một nơi, kẻ phá rối dừng bước. Hòn đá mà cậu nhìn thấy quả thật đang phát ra ánh sáng. Chắc chắn có. Kẻ phá rối không nghi ngờ gì, còn nằm dạp người tới người lui. Tiếc là có sức mạnh bí ẩn ngăn cản khứu giác thiên phú của cậu. Triệu Bân cũng nhìn sang, bề ngoài đá này khá đẹp, bên trong quả thật cũng có đồ vật, một thanh kiếm gãy màu đỏ nhưng lại là loại hàng thấp kém, không đáng giá bằng giá trị 30 vạn tiên thạch của nó. Không đáng. Triệu Bân nói một câu, sau đó xoay thân rời đi. Kẻ phá rối không đi, dứt khoát lấy kính lúp nghiên cứu. Khi đến một góc tường, Triệu Bân mới định thần lại, nơi này có một hòn đá to bằng vạc rượu, đã quá nhiều năm không ai động vào, bề mặt hòn đá cũng có vết nứt. Hơn nữa còn có rong rêu mọc xung quanh, chẳng ai ngó ngàng đến. Có. Hòn đá này có bảo bối. Triệu Bân xuyên qua vỏ bọc bên ngoài, nhìn sâu vào trong thấy được một cái lò đồng đã hơi nát, mảnh vỡ của pháp khí phát ra ánh sáng cổ kính, chắc là được tạo ra bằng tiên thiết, đường vân khắc trên đó khá kỳ dị. Hắn nhìn mê mẩn. Dường như hắn không nhận ra có người ở phía sau. Đợi đến khi cảm giác được thì người đó đang nhìn hắn chằm chằm. Trông lại thì thấy là hộ vệ của Lương Khâu, cảnh giới thái hư áo vàng, ông ta híp mắt thành một đường thẳng, thi triển bí pháp nhìn dung mạo thật của hắn. Vẻ mặt Triệu công tử thay đổi, chỉ điềm nhiên như không nhìn hòn đá. Một lúc lâu sau, cảnh giới thái hư áo vàng mới rút đi, ánh mắt ông ta lóe sáng. Ngươi lợi hại lắm. Triệu Bân thầm nói, xóa đi ấn ký trên người. Cảnh giới thái hư có thần thông rất nhiều, hắn không biết đã bị khắc ấn ký từ lúc nào. Lẽ nào ông lão đó có thiên nhãn, hơn nữa còn có thiên phú định vị nên tìm ai cũng rất chuẩn. Ta lấy cái này. Triệu Bân gọi chủ thạch phường đến, đưa ra giá gấp đôi mua hòn đá. Những gì hắn nhìn thấy không hề sai, đúng là một cái lò đồng nát, bị vứt vào thế giới vĩnh hằng. Long Uyên đang hấp thu tinh hoa, tiếc là thời gian đã quá lâu, pháp khí đã mất đi rất nhiều tinh hoa. Kẻ phá rối quay về, túm lấy Triệu Bân. Đôi mắt tên nhóc này tròn xoe, người có thể nhìn xuyên thấu đá sao? Một chút, Triệu Bân nói. Chẳng trách, ánh mắt của kẻ gây rối thay đổi khá nhiều. Tảng đá mà ban nãy hắn nghiên cứu bị một ông già mua lại rồi cắt ra trước mặt mọi người, bên trong là một thanh kiếm gãy, giá trị còn lâu mới chạm tới mốc 30 vạn. Nhưng cậu ta không hiểu lắm, Triệu Tử Long chỉ là một tiểu tiên nhân, sao có thể nhìn xuyên qua đá được chứ? Khi đang nghĩ thì lồng ngực của cậu ta đột nhiên nóng rực lên. Cậu ta lấy từ trong lòng mình ra một viên châu màu tím. Triệu Bân liếc mắt nhìn qua, viên linh châu này là thứ tốt, chắc hẳn có năng lực kỳ dị, hắn dùng tiên nhãn nhìn trộm, có thể lờ mờ trông thấy huyền cơ, có thể dùng để truyền âm, các khả năng khác tạm thời vẫn chưa biết. Sau này sẽ tìm ngươi. Kẻ gây rối thu lại viên châu màu tím, chuồn đi như một làn khói. Không khó để nhận ra, sắc mặt cậu ta rất khó coi, đã vậy đằng đằng nộ khí. Triệu Bân vẫn tiếp tục xem đá. Hắn đi cũng khá xa. Mọi tảng đá trong thạch phường bị hắn xem hết một lượt. Hết bảo bối rồi. Triệu Bân rời đi trong nuối tiếc. Hắn lại xuất hiện ở thạch phường thứ ba, nơi này có vẻ ít hơn, nhưng ẩn giấu bảo bối. Hắn vừa tiến vào đã trông thấy rồi, là một tiên quả linh, nhưng không biết bị ai cắn một miếng. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Dưới ánh trăng, hắn lại biến thành một du khách, dạo hết lượt các thạch phường trong thành. Hắn tự mang theo kỹ năng ăn gian cấp thần thì đâu thể không có thu hoạch được. Ở thạch phường thứ tư, hắn lấy được một bộ bí tịch sứt sẹo, là một bí thuật luyện thể. Hắn không mang đi mà bán ngay tại chỗ với giá cao. Ở thạch phường thứ năm, hắn moi ra một miếng ngọc bội chẳng đáng bao nhiêu, nhưng ý cảnh còn sót lại trên đó thì khó kiếm và quý giá. Ở thạch phường thứ sáu, hắn đem đi một tảng đá khổng lồ, trong có mảnh vỡ của đan dược. Ở thạch phường thứ bảy, vài ba ngày qua, hắn sống như vậy đấy. Hắn đang tìm bảo bối. Cũng đang đợi Hắc Sơn lão ma xuất quan. Đáng tiếc là đợi bấy lâu nay cũng chẳng thấy Thánh Hỏa Điện có động tĩnh gì, nhưng trận truyền tống trong thành mỗi ngày luôn có cả đống người chạy tới, nam phụ lão ấu đủ cả, có nhân tu mà cũng có dị loài. Theo hắn thấy, đám người này đến đây vì di tích Thương Khung, tính thời gian cũng nằm trong mấy ngày này. Hắn từng xem bản đồ, Thánh Hỏa Điện cách di tích Thương Khung khá gần,
cũng chỉ vài trăm vạn dặm, chỉ cần 2-3 lần truyền tống là xong. Lại là một đêm sao trời lấp lánh. Triệu Bân bước chân vào thạch phường cuối cùng trong thành, cũng là thạch phường lớn nhất trong thành, do nhánh Huyền Phong cai quản. Tuy gia tộc này nằm trong Thánh Hỏa Điện, nhưng căn cơ hùng hậu, đến cả Thánh Hỏa Điện cũng không dám chọc vào. To quá đi mất. Triệu Bân tiến vào xem thử, thạch phường của Huyền Phong gia còn to hơn các thạch phường khác gộp lại, hợp thành một thế giới lớn, bên trong trồng đủ thứ kỳ hoa dị thảo, có đình nghỉ mát để uống trà trò chuyện, thêm cả khói xương lượn lờ. Tới nơi này đố thạch chắc chắn tinh thần sẽ sảng khoái, tâm trạng tốt thì may cũng tốt thôi. Tương truyền, nơi này từng cắt ra một binh khí tiên vương không hoàn chỉnh. Vì món pháp khí đó mà bên ngoài thành còn nổi lên một trận huyết kiếp. Có tiền lệ từ binh khí của tiên vương, người đến đây tìm cơ duyên đâu thể ít được. Có kẻ phất lên trong một đêm, cũng có kẻ khuynh ra bại sản trong một khắc. Bất kể thế nào, công việc làm ăn của thạch phường này vẫn luôn phát đạt. Cứ xem nhé. Khi hắn đi ngang qua một tảng đá, một ông lão tóc bạc khẽ mỉm cười. Vị này là trưởng lão của Huyền Phong, thành Thánh Hỏa gọi ông ta là lão đạo Huyền Phong, cũng là một người hiếu học, vừa ngồi uống trà vừa lật cổ thư, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt đảo khắp nơi. Được. Triệu Bân mỉm cười lễ độ, nhanh nhẹn bước đi ngang qua. Sau đó, hắn lại nhanh nhẹn bước trở về, nhìn cuốn cổ thư trong tay lão đạo Huyền Phong, trên bìa sách ghi 5 chữ lớn trông khá bắt mắt, Vạn Pháp Trường Sinh Quyết. Bí tịch không truyền ra ngoài của Đại Lan Tiên Tông. Triệu Bân khá kinh ngạc, không khỏi thò đầu nhìn ngắm. Khi nhìn xong, khóe miệng hẳn không khỏi giật giật. Đây đâu phải là Trường Sinh Quyết, rõ ràng là bí thuật Tráng Dương. Cũng không biết nhân tài nào viết ra cuốn này, phải nói là đâu vào đấy, thế nhưng lại dùng tên của Trường Sinh Quyết. Đi ra chỗ khác chơi. Lão đạo Huyền Phong chẳng buồn ngẩng đầu, giơ tay đẩy Triệu Bân ra. Người này đủ tư cách làm vậy. Ông ta là một cao thủ bán bộ thái hư hàng thật giá thật. Ông cứ xem từ từ ha. Triệu Bân cười gượng một tiếng, quay người rời đi. Đường đường là trưởng lão Huyền Phong gia, sao mà buồn cười thế? Đây chắc chắn là kỳ thạch. Lề mà lề mề, người mua đi chứ. Với thiện ý của lão phu, mấy tảng đá ở đây toàn là rác rưởi. Thạch phường lớn quá nên hạng người gì cũng có, đi đến đâu cũng vang lên tiếng bàn tán. Thỉnh thoảng cũng nghe được vài lời không mấy hòa hợp, ví dụ như người nói câu rác rưởi kia, bị Huyền Phong ra mời đi uống trà ngay lập tức. Ở bên này, Triệu Bân đã đứng lại. Tìm suốt nửa ngày trời, cuối cùng cũng tìm thấy bảo bối rồi. Đó là một tảng đá màu đen, khiến người ta bất giác tưởng rằng nó đã được mài giũa, toàn thân bóng loáng và phản quang, tròn vo như quả dưa hấu. Bên trong đó là một thứ chất lỏng màu xanh, phải được non nửa bát. Hắn không biết thứ này là gì. Nhưng cây thần tạo hóa bên trong cơ thể hắn cực kỳ vui vẻ, trông như sắp chạy ra dạo chơi một vòng. Hiếm khi nào thấy nó kích động đến thế, chất lỏng màu xanh kia chắc chắn rất phi phàm. Tảng đá này, ta lấy nhé, Triệu Bân cất tiếng chào hỏi. Dứt lời, hắn chợt thấy một luồng sáng trắng ào tới như cơn gió. Đó là lão đạo Huyền Phong với cuốn Vạn Pháp Trường Sinh Quyết hàng rởm trên tay. Lão già này mặt mày bóng lưỡng, chắc hắn cũng ăn không ít thuốc tráng dương đâu. Cắt ra tại chỗ hay là mang đi, lão đạo Huyền Phong ngáp một cái. Ta mang. Tảng đá này, ta muốn nó. Không đợi Triệu Bân nói xong đã có người cắt ngang. Liếc sang bên cạnh mới thấy một thanh niên mặc áo tím, sau lưng có hai lão già đi theo. Thanh niên này cũng không đơn giản, huyết mạch đặc thù, đồng tử đặc thù, đến cả đi đường cũng xuất hiện dị tượng. Đó là thánh tử của Thiên Tuyệt Điện sao, có người nhìn về phía này. Là hắn ta đó. Nhiều người khác cũng nhìn sang, dường như họ đều nhận ra thanh niên này. Cả Bắc Cực Tinh ai cũng biết Thiên Tuyệt Điện và Thánh Hỏa Điện là hai đại môn phái đồng minh, hễ có chiến tranh, hai nhà này luôn đồng lòng đối đầu với bên ngoài. Thánh tử Thiên Tuyệt là khách quen của thành Thánh Hỏa, cứ vài ba bữa lại chạy tới đây dạo chơi. Trong lúc này, Thánh tử Thiên Tuyệt đã đến, chẳng buồn nhìn Triệu Bân, tiện tay lấy ra một túi chữ vật. Tiểu hữu, tảng đá này đã có người mua rồi, lão đạo Huyền Phong mỉm cười. Thánh tử Thiên Tuyệt không đáp lời, nhưng lão già sau lưng hắn ta tiện tay lấy ra 800 tiên thạch ném cho Triệu Bân, sau đó hờ hững nói thêm câu, tảng thánh tử nhà ta muốn lấy. Ta mua nó trước. Triệu Bân không nhận, phất tay trả tiên thạch về chỗ cũ. Lời nói này của hắn tuy rất nhẹ, nhưng khiến khách khứa xung quanh chú ý. Thánh tử Thiên Tuyệt là kẻ tàn bạo, chọc hắn ta sẽ không có kết cục tốt đẹp, thế mà có người dám không giữ thể diện cho hắn ta. Không ít người nhìn về phía Triệu Bân,
thế nhưng không thể nhìn thấu được dung mạo thật sự của hắn, chỉ biết tu vi là cảnh giới động hư. Chê ít hả? Lão già điềm nhiên hỏi, lại tăng thêm vài 3.000 tiên thạch. Ta mua nó trước, Triệu Bân vẫn nói câu đó, đừng nói là vài 3.000, vài 300 vạn hắn cũng không nhường. Thứ mà cây thần tạo hóa ưng ý trước giờ chỉ có thể gặp chứ không thể cưỡng cầu, đâu có chuyện nhường được. Phen này, đến cả thánh tử Thiên Tuyệt cũng liếc mắt nhìn sang. Hắn ta là thánh tử của Thiên Tuyệt Điện, là điện chủ tương lai của Thiên Tuyệt Điện, xưa nay chưa một ai dám tranh giành với hắn ta, người trước mặt chính là kẻ đầu tiên. Một người cao cao tại thượng như hắn ta bỗng chốc có cảm giác bị sỉ nhục uy nghiêm. Rượu mời còn không uống, vẫn là lão già đó, sát ý bỗng chốc hiển hiện. Xin chớ giận dữ, lão đạo Huyền Phong gập cuốn cổ thư lại, vội vàng tiến lên phía trước. Ông ta muốn giảng hòa, lập tức phá hủy sát ý lạnh như băng của lão già kia, rồi mỉm cười nhìn Triệu Bân, tiểu hữu, những tảng đá trị giá 10 vạn trở xuống, ngươi có thể tùy ý lựa chọn, coi như Huyền Phong ra tặng vậy. Ta chỉ muốn tảng này, Triệu công tử cũng là kẻ cứng đầu. Câu này khiến lão đạo Huyền Phong rất lúng túng, nhất thời thời không có đường lui. Bán cho ai, ông tự quyết định, lão già Thiên Tuyệt kia lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ lão ta đổi ý rồi, ban nãy định xử lý tên tiểu bối này, bây giờ lão ta càng muốn xem thử gia tộc Huyền Phong rốt cuộc có chịu nể mặt Thiên Điện hay không. Nếu ông ta không nể mặt, chuyện sau đó cũng dễ thôi. Nếu đã như thế, vậy thì đánh cược một phen. Lão đạo Huyền Phong tỏ thâm thúy, Huyền Phong là gia tộc kinh doanh, không muốn đắc tội hai nhà. Tên tiểu bối này tuy tu vi không cao, nhưng lại dám giành đồ cùng Thiên Tuyệt Điện, chắc chắn rất tự tin, chưa biết chừng sau lưng hắn là một chỗ dựa rất lớn mạnh, ông ta không cẩn thận hành sự không được ấy chứ. Thế thì, cạnh tranh công bằng thôi. Tạo ra một ván cược, tất cả phải trông vào vận mệnh. Cá cược. Thánh tử Thiên Tuyệt nghe xong mà nhướng mày. Triệu Bân không khỏi liếc mắt nhìn lão đạo Huyền Phong thêm một lần, lão già này hình như rất láu cá đấy. Bản thân là quản sự của Thạch Phường nhưng không tự quyết định mà dùng lùi để tiến, tạo ra một ván kịch mới. Đúng là kẻ lọc lõi. Mấy lão già có mặt ở đó cũng khoanh tay. Lão đạo Huyền Phong đúng là cao tay, ông ta đang đưa đẩy đó mà. Hai bên cùng muốn có được tảng đá, ông ta không muốn đắc tội cả hai nhà, vậy thì phải tìm một lối thoát thôi. Tiền đề là cả hai bên đều phải nể mặt ông ta, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hành động này của Huyền Phong rõ ràng thiên vị Thiên Tuyệt Điện. Phải biết rằng, quy định của Thạch Phường là mua trước có trước, nếu xét theo quy định, tảng đá này chẳng liên quan gì tới Thiên Tuyệt Điện. Thế nhưng Thiên Tuyệt Điện thế lực quá lớn, vẫn phải nể mặt. Thế nhưng ông ta cũng chỉ nể một xíu xiu, muốn có tảng thì tự lấy nó bằng bản lĩnh. Còn về tiểu bối này, tuy là một hán tử, nhưng hắn chịu thiệt vì thế lực đơn bạc. Nếu bên cạnh hắn cũng có lão bối nhà mình, nếu sau lưng hắn cũng có chống lưng mạnh mẽ, vậy thì lão đạo Huyền Phong sẽ không dễ dàng thương lượng vậy đâu, tuyệt đối không nể mặt Thiên Tuyệt Điện. Cá cược thế nào, thánh tử Thiên Tuyệt mỉm cười. Nếu đã ở Thạch Phường, vậy thì đố thạch, lão đạo Huyền Phong điềm tĩnh nói, các tảng đá giá trị dưới 10 vạn ở nơi này, hai bên có thể thoải mái chọn một tảng. Ai cắt ra được bảo bối quý giá hơn thì người đó thắng. Ta là người công bằng. Ai thắng ván cược thì tảng đá này thuộc về người ấy. Ở đây lão phu cũng bổ sung thêm, bất kể tảng đá của đôi bên cắt ra được bảo bối gì, bảo bối đó cũng thuộc về Huyền Phong gia. Cũng khá công bằng, không ít lão bối vuốt râu. Vậy thì dựa vào bản lĩnh thôi, nhiều người hóng chuyện không sợ lớn chuyện. Thế nào, lão đạo Huyền Phong mỉm cười nhìn thánh tử và lão bối Thiên Tuyệt. Sao cũng được, thánh tử Thiên Tuyệt mỉm cười bỡn cợt. Vị tiểu hữu này thì sao, lão đạo Huyền Phong lại nhìn Triệu Bân. Sao cũng được, Triệu Bân hít một hơi thật sâu, hắn không chịu mà được chắc, hắn cũng muốn quậy phá, nhưng phải có bản lĩnh. Gia tộc Huyền Phong sẽ không vì một tiểu bối như hắn mà đắc tội với cả Thiên Tuyệt Điện, chưa biết chừng còn bị coi như kẻ gây rối mà đuổi ra ngoài. Đối với hắn mà nói, cục diện này đã là tốt nhất rồi, hắn có kỹ năng ăn gian bậc thần, muốn cá cược. Vậy thì chơi thôi. Ván cược bắt đầu. Thời gian là một nén hương. Nói rồi, Huyền Phong lão đặt một lư hương lớn xuống, cây nhang cắm trong lư cũng khá bắt mắt, nếu nhìn từ xa, người nào không biết còn tưởng là một chiến mâu được cắm trong lò. Thánh tử ta sẽ khiến người thua đến mức thảm hại. Thánh tử Thiên Tuyệt nhếch môi, chắp tay sau lưng, bỏ đi. Triệu Bân lười để ý đến hắn ta cũng sải bước đi, tuy không biết rốt cuộc tên này có bao nhiêu đạo hạnh nhưng hắn có tiên nhãn thấu thị. Có thể nhìn xuyên qua từng hòn đá rồi chọn ra cái quý giá nhất.
hai người cùng đi tìm đá. Huyền Phong lão đạo khoanh tay lẳng lặng chờ. Hôm nay, may mà ông ta ở Thạch Phường, nếu đổi thành người khác trong tộc, e là không thể xử lý được tình huống này. Thật sự là không còn cách nào khác mà. Một người thì ngược gió mà đến, một người ngược gió mà lên, đều không phải là loại dễ đối phó. So với Thánh Tử Thiên Tuyệt Điện, ông ta càng tò mò về Triệu Bân hơn, trong lòng cũng chắc chắn đằng sau tên này còn có một thế lực cực mạnh, bằng không cũng chẳng dám cứng rắn đối đầu với Thiên Tuyệt Điện như thế. Chính vì nghĩ như thế, ông ta mới không dám làm bậy, một khi không xử lý ổn thỏa thì sẽ gây ra tai họa cho gia tộc Huyền Phong của mình. Cũng may, hai bên đều có vẻ vẫn nể mặt ông ta. Nếu có người thua rồi ăn vạ, ông ta sẽ không nể nang đối phương. Đá này có bảo bối thật. Sao ta không thấy có gì đặc biệt? Quá nhiều người đến vây quanh hòn đá rồi đánh giá từ trên xuống, Thánh Tử Thiên Tuyệt muốn lấy hòn đá này, tên nhóc thần bí kia cũng muốn, vì nó mà cả hai không tiếc giá nào trở mặt, nếu nói là không có báu vật, quỷ cũng không tin. Đáng tiếc là họ không thể nhìn xuyên qua đá. Ngay cả Huyền Phong lão đạo cũng không dám chắc chứ đừng nói bọn họ. Ngươi nói xem, ai sẽ thắng? Dĩ nhiên là Thánh Tử Thiên Tuyệt rồi. Ta cũng nghĩ thế, huyết mạch của Thánh Tử Thiên Tuyệt rất đặc biệt, nghe nói mấy ngày trước, hắn vừa thức tỉnh huyết mạch tiên tàng, là thiên phú cảm ứng dị bảo, dùng vào việc đặt cược đá cực kỳ hợp lý. Thảo nào hắn muốn giành lấy hòn đá này, hóa ra đã biết bên trong có bảo vật. Người ở Thạch Phường đông nghịt, tiếng bàn luận và cảm thán kinh ngạc vang lên không ngừng. Có người canh giữ ở đây, cũng có kẻ đi theo Thánh Tử Thiên Tuyệt và Triệu Bân, họ đều muốn xem hai người sẽ chọn được đá như thế nào, Thánh Tử Thiên Tuyệt đối đầu với tên nhóc thần bí, trận chiến bất ngờ này chắc hẳn sẽ rất hấp dẫn. Không nhìn rõ, mấy ông lão đi theo phía sau Triệu Bân đều tụ lại lầm nhầm. Bọn họ đi theo cả một đường mà cũng không nhìn rõ được dung mạo thật của Triệu Bân, chỉ trách tên này che chắn quá kỹ, năng lực giấu giếm rất tốt, nhìn đến hoa mắt mà cũng không rõ được mặt của hắn. Triệu Bân mặc kệ những lời bàn tán, chỉ lo quan sát đá. Đá ở đây chứ không nhiều đồ vật bên trong. Hơn nữa, đá dưới 10 vạn thì bảo vật bên trong càng thêm hiếm. Chọn hòn đá này cũng không tệ. Ta nghĩ cái này có xác suất cao hơn. Người đi theo Triệu Bân dường như đều rất rảnh rỗi, đi đến đâu cũng lầm bầm như là cố vấn, nhìn động tác vuốt râu vô cùng đồng đều kia, lôi đại một ai ra thì cũng là thầy bói mù. Triệu Bân vừa đi vừa quan sát. Hắn hoàn toàn không nghe theo lời của đám lão già kia. Hắn dừng lại trước một bệ, hòn đá trên này không tệ, trơn nhẵn mà còn phát ra ánh sáng, là lựa chọn hàng đầu của các con bạc cược đá, đáng tiếc thứ bên trong chỉ là hàng thấp kém. Đi loanh quanh một hồi. Quan sát cũng khá nhiều. Nhưng hắn vẫn chưa tìm được cái nào hợp ý. Ở một góc rẽ, hắn bất ngờ đụng phải Thánh Tử Thiên Tuyệt đang đứng trước bệ đá, hắn ta yên lặng nhìn hòn đá bên trong. Lão già Thiên Tuyệt đi theo bên cạnh tỏ ra khinh miệt khi nhìn thấy Triệu Bân, trong đáy mắt còn hiện lên tia sát khí, nếu không phải nhiều người ở đây lúc này thì chắc ông ta đã ra tay tấn công hẳn. Ta lấy cái này, Thánh Tử Thiên Tuyệt khẽ cười. Mắt Triệu công tử sáng lên, tên này cũng có chút đạo hạnh đấy. Hắn có thể thấy rõ hòn đá mà Thánh Tử Thiên Tuyệt chọn có cất giấu bảo vật bên trong, là tiên kim. Nếu hắn không nhìn lầm, chắc là tiên kim thiên ngoại, là tiên liệu thượng hạng để đúc vũ khí. Ngươi là cái thá gì, xứng giành với ta sao? Dù gì cũng là thánh tử một mạch nên Thánh Tử Thiên Tuyệt rất kiêu ngạo, luôn nhìn Triệu Bân với ánh mắt miệt thị. Nếu bây giờ ở bên ngoài, chắc chắn hắn sẽ bị đối phương luyện thành cái xác không hồn. Ngươi nói khoác vừa thôi, cẩn thận bị vả mặt. Triệu Bân bình thản nói, sau đó sải bước rời đi. Thánh Tử Thiên Tuyệt tiến lên chặn đường hắn, ông lão Thiên Tuyệt bên cạnh cũng phóng ra uy áp, thế lực của Thiên Tuyệt Điện rất lớn, dù có giết người ở đây. Nhà Huyền Phong chắc sẽ không truy cứu. Người có chắc là lấy cái này không? Huyền Phong lão đạo đã đi đến. Ông ta vẫn đóng vai người hòa giải, vừa lên tiếng đã hóa giải bầu không khí đầy sát khí giữa hai bên. Thánh Tử Thiên Tuyệt mở quạt xếp, không đáp lời Huyền Phong lão đạo, hắn ta im lặng như thế coi như là đã xác nhận. Hắn ta chướng mắt đối thủ, nhìn Huyền Phong cũng không vừa mắt, ông là cái thá gì? Nói thật, Huyền Phong lão đạo càng cảm thấy không vui. Thánh Tử Thiên Tuyệt Điện thế này sao kiêu căng đến mức này? Ông ta nhìn cũng cảm thấy ngứa tay rồi, may mắn nơi này là Thạch Phường của gia tộc Huyền Phong, nếu là ở bên ngoài, ông ta chẳng ngại giết đối phương đâu. Mau lên! Không còn nhiều thời gian. Không ít lão già đã ngáp ngắn ngáp dài. Triệu Bân không bận tâm nhiều, một mình tiến vào sâu bên trong,
đồng thời cũng quay đầu lại nhìn cây nhang như chiến mâu đang cắm trong lư hương, nó đã cháy hơn một nửa, thời gian không còn nhiều. Vẫn có người đi theo hắn. Đa số là mấy ông lão có đạo hạnh cao. Không chỉ có Huyền Phong lão đạo chẳng ưa thích gì Thiên Tuyệt Điện mà họ cũng thế. Ngươi có quái gì mà vênh váo thế? Xem thần thông của mấy lão già này đây, chúng ta sẽ giúp tên nhóc này chọn được một hòn đá có chứa bảo vật, quý tới mức hù chết các ngươi luôn. Ở một góc, Triệu Bân dừng lại. Nơi này có một hòn đá, rất vuông vức góc cạnh, kích thước lớn bằng một túp lều tranh. Hắn từng đi vào nhiều thạch phường, từng quan sát rất nhiều loại đá nhưng đây là hòn đá lớn nhất, bên trong có bảo bối, là một thanh tiên đao gãy, hơn nữa nó còn được đúc từ huyền âm tiên thiết, cho dù là trọng lượng hay chất lượng, dùng nó đi đánh cược, hắn sẽ thánh tử thiên tuyệt. Không thể chọn nó. Đá này từng bị động vào. Cái này đã từng bị người ta dùng kiếm bổ ra. Lại là đám lão già kia, ríu rít không ngừng nhưng những điều họ nói là thật, hòn đá này quả thật từng bị người khác động vào, chính vì từng bị động vào mới bị đặt ở đây rất nhiều năm mà không ai hỏi đến, có ma mới biết là có phải do người của gia tộc Huyền Phong cố ý lấy ra để dụ dỗ người khác không, vì nó được bày cực kỳ ngay ngắn. Huyền Phong lão đạo ho khan một tiếng. Ông ta là người biết rõ nhất tại sao hòn đá này ngay ngắn như thế, vì đây chính là tác phẩm của ông ta, thời còn trẻ không hiểu chuyện nên nghịch ngợm. Dùng kiếm cắt gọt ra góc cạnh chỉnh tề thế này, cuối cùng bị lão tổ đánh cho một trận. Lấy cái này, Triệu Bân chỉ vào hòn đá. Không suy nghĩ thêm à, Huyền Phong lão đạo ho khan một tiếng. Nói nhiều thế nhỉ, không đợi Triệu Bân đáp lời thì đã nghe lão già Thiên Tuyệt trầm giọng gắt. Lời này khiến Huyền Phong lão đạo nổi giận, đúng là nhà dột từ nóc, trưởng bối thế nào, hậu bối chẳng khác mấy. Thánh tử Thiên Tuyệt kiêu căng, ngạo mạn như thế có lẽ cũng là do đám người này nuông chiều mà thành. Chọn nó đi. Triệu công tử khẽ cười, tay cầm bầu rượu, liếc mắt nhìn Thánh tử Thiên Tuyệt. Tên này có khả năng cảm nhận được bảo vật nhưng hình như không phải lúc nào cũng linh, nhìn vẻ mặt chế giễu của hắn ta lúc này thì hiển nhiên là không biết trong đá này có một thanh đao gãy, càng không biết được nó được đúc ra từ huyền âm tiên thiết. Muốn thắng ta, nực cười. Thánh tử Thiên Tuyệt cười mỉa, thái độ hống hách đến mức không ai chấp nhận được. Không phải nói khoác chứ trong thạch phường có hơn một nửa lão bối đều muốn đè hắn ta xuống, tẩn cho một trận. Nếu không phải vì sợ Điện Thiên Tuyệt thì khi tên này ra cửa, đảm bảo sẽ bị người ích rồi, làm thánh tử thì lợi hại lắm à. Xin cảnh báo trước. Ai thua cũng đừng ăn vạ. Huyền Phong lão đạo nhìn Triệu Bân và Thánh tử Thiên Tuyệt, ông ta chủ yếu muốn nói lời này với Thánh tử Thiên Tuyệt. Danh con này không phải là kẻ hiền lành gì, khó tránh khỏi việc thẹn quá hóa giận. Sau đó lại ỷ thế ức hiếp người khác, dù sao hắn ta cũng thường xuyên làm ra mấy chuyện như vậy, so với Thánh tử Thiên Tuyệt, ông ta cảm thấy tên còn lại thuận mắt hơn. Có chơi có chịu, có chơi có chịu. Triệu Bân và Thánh tử Thiên Tuyệt đồng thanh đáp. Huyền Phong lão đạo không nói nhảm nữa, tiện tay rút ra một thanh trúc đao, sau đó xắn tay áo, chuẩn bị tự tay cắt đá, ván cược do ông ta đề ra thì sẽ do ông ta xác nhận kết quả một cách rõ ràng. Cắt đi. Huyền Phong lão đạo cầm hòn đá mà Thánh tử Thiên Tuyệt đã chọn, vung trúc đao lên. Âm thanh răng rắc xuất hiện, lớp vỏ đá bị cắt ra, đúng là bán bộ thái hư, đao pháp này rất tuyệt diệu, thánh nữ Chu gia còn lâu mới sánh được, một hòn đá cực lớn chỉ một chốc đã bị cắt chỉ còn lớn bằng một quả dưa, không ít người bước tiến lên xem bảo vật gì sẽ xuất hiện. Nhưng, không ai có thể nhìn xuyên qua được. Mọi người chỉ có thể thấy dáng vẻ Thánh tử Thiên Tuyệt tràn đầy tự tin. Nhìn sang người còn lại, dường như tâm lý đối phương vững vàng hơn Thánh tử Thiên Tuyệt, hắn cầm hồ lô màu tím, nhàn nhã đứng đó uống rượu như không hề quan tâm đến tình hình ván cược, hay hắn đã đoán trước được. Keng! Huyền Phong lão đạo lại cắt thêm một dao nữa. Hòn đá tròn vo vỡ ra. Sau đó là một luồng sáng màu vàng chói mắt, một khối sắt màu vàng bay ra, có thể nhìn thấy đường nét trên thân nó, cực giống long vân, tai còn thấp thoáng nghe được tiếng rồng ngâm. Tiên kim thiên ngoại, nhiều ông lão đều híp mắt. Tiên liệu tốt để đúc binh khí, mắt mọi người ở đó đều sáng rực. Khá lắm, Huyền Phong mừng rỡ, hòn đá 8 vạn mà lại cắt ra tiên kim thiên ngoại, quả là niềm vui bất ngờ. Theo thỏa thuận trước đó, dù cắt ra vật gì thì bảo vật cũng sẽ thuộc về nhà họ Huyền Phong. E là không cần đọ sức nữa. Đây là tiên kim thiên ngoại đấy. Năng lực cảm ứng bảo vật quả nhiên không phải tầm thường. Nghe mọi người ở đó bàn tán. Dường như không ai để tâm đến Triệu Bân nữa. Nghĩ lại cũng phải, tiên kim thiên ngoại là vật hiếm thấy, trên thị trường cũng không bán, nếu có một khối tiên kim như vậy để luyện pháp khí,
chắc chắn uy lực sẽ tăng thêm, đây là nguyên liệu cấp tiên đó. Dám đấu với ta à? Thánh tử Thiên Tuyệt cười nhạo, quạt trong tay phe phẩy càng nhịp nhàng hơn. Nhìn vẻ mặt của hắn ta đi, có thể khái quát bằng mấy chữ, ông đây là bố thiên hạ. Triệu Bân lười quan tâm đến hắn ta. Tiên kim thiên ngoại mà muốn thắng hắn à? E là Thánh tử Thiên Tuyệt đã mơ mộng quá đẹp rồi. Nhưng một chút. Huyền Phong lão đạo xua tay, chuyển đá do Triệu Bân chọn lên, vẫn chính tay ông ta cắt. Huyền Phong lão đạo sắn tay lần nữa, năm đó ông ta nghịch ngợm đã cắt hòn đá này đến mức vuông vức, bây giờ vẫn nên để ông ta tự tay cầm dao tiếp tục chuyện chưa hoàn thành vào năm đó. Keng! Tiếng đao va chạm vang lên. Huyền Phong lão đạo liên tiếp bốn nhát, cắt bỏ góc cạnh của hòn đá. Từng đao của ông ta ngọt như cắt hoa quả, bỏ loại từng lớp vỏ. Hòn đá lớn bỗng chốc bị cắt thành chỉ lớn bằng vò rượu nhưng không thấy một chút dấu vết của bảo vật. E là một hòn đá bỏ đi rồi. Các lão thần côn lại bắt đầu lẩm bẩm. Ngay cả Huyền Phong lão đạo cũng nghĩ như thế. Ông ta không muốn lãng phí thời gian nên dứt khoát dừng cắt từ đoạn giữa. Rắc, keng. Hòn đá nứt ra nhưng lại không tách thành hai nửa, chỉ vì trong đá có vật cứng, một đao của Huyền Phong lão đạo như thể cắt vào tấm trúc đao trong tay bị gãy. Có bảo bối thật à, nhiều người ngạc nhiên thốt lên. Ai không mù cũng đều nhìn thấy khi hòn đá nứt ra thì khí tức lạnh như băng toát ra từ bên trong, ngoài ra còn có tiếng đao va chạm, một thanh thiên đao bị gãy rơi xuống đất. Huyền âm tiên thiết. Vẫn là mấy ông lão tròn xoe mắt. Đúng thế, là huyền âm tiên thiết, nói chính xác hơn là huyền âm tiên thiết đã thành tiên đao, nhưng tiếc là đao này bị gãy, nhưng dù thế cũng có thể thắng Thánh tử Thiên Tuyệt hoàn toàn rồi. Tiên kim thiên ngoại là vật quý giá. Nhưng xét về cấp bậc thì vẫn kém hơn huyền âm tiên thiết, xét về trọng lượng càng bị áp chế hoàn toàn. Tên này cũng có khả năng cảm nhận bảo vật sao? Không ít người lén nhìn Triệu Bân, trong số nhiều đá như thế mà hắn lại có thể chọn chính xác vậy sao? Họ không nghĩ đây là trùng hợp, tiểu bối bí ấn này chắc chắn cũng có khả năng nào đó. Lại thêm một niềm vui bất ngờ. Nhìn tiên đao gãy đó, Huyền Phong lão đạo cười không khép miệng. Vừa rồi hòn đá 8 vạn cắt ra được một khối tiên kim thiên ngoại đã nằm ngoài dự đoán của ông ta, bây giờ hòn đá có giá 3 vạn lại cắt ra tiên đao đúc từ huyền âm tiên thiết, mặc dù bị gãy nhưng cũng có giá trị rất cao. Sao có thể? Thánh tử Thiên Tuyệt không còn cười nổi nữa, sắc mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Hắn ta đã quan sát hòn đá này, cũng sử dụng khả năng cảm nhận nhưng bên trong không có bảo bối. Thắng thua đã rõ, mấy lão già vuốt râu nói. Kết quả không cần ta công bố nữa nhỉ, Huyền Phong lão đạo cất thanh đao gãy, mắt nhìn Thánh tử Thiên Tuyệt và lão già Thiên Tuyệt, bảo bối của ai đáng giá hơn, điều này đã rõ ràng ngay trước mắt, không còn gì tranh luận nữa. Mắt Thánh tử Thiên Tuyệt đỏ ngầu. Sắc mặt lão già Thiên Tuyệt cũng tái nhợt. Đường đường là Thánh tử Thiên Tuyệt, là trưởng lão Thiên Tuyệt điện mà lại thua phải một tên tiểu bối vô danh dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, quả thật quá mất mặt. Trước đó hai người tự tin bao nhiêu thì lúc này càng mất mặt bấy nhiêu. Đi thôi. Thánh tử Thiên Tuyệt vung tay áo, xoay người đi khỏi đó. Trước khi đi, hắn ta còn nhìn Huyền Phong lão đạo, sắc mặt cực kỳ khó coi, gia tộc Huyền Phong đúng không? Ông đây nhớ kỹ rồi. Thu hồi tầm mắt, hắn ta lại nhìn sang Triệu Bân, ánh mắt lạnh như băng. Mặc dù không nói gì nhưng ẩn ý giấu trong ánh mắt, này, chuyện vẫn chưa xong đâu. Huyền Phong lão đạo cực kỳ không vui, ông ta đã giữ thể diện cho Thiên Tuyệt Điện trong chuyện hôm nay rồi. Thậm chí còn vì thế mà không tiếc phá vỡ quy tắc của gia tộc Huyền Phong, giờ đối phương lại mặt nặng mày nhẹ với ông ta, đúng là bực mình. Thua thì là thua. Không có bản lĩnh thắng. Thế trách ta được à? Triệu Bân không nghĩ như thế. Vốn dĩ hắn không muốn gây chuyện. Nhưng, Thiên Tuyệt Điện thật sự ỷ thế ăn hiếp người một cách quá đáng. Chậc chậc chậc. Mọi người đều đồng loạt tặc lưỡi. Ván cược này đúng là thú vị thật. Hai hồn đã không đến 100 vạn mà lại cắt ra được bảo bối, sao mà đến lượt họ chẳng để có gì nhỉ? Tiền bối, đá của ta, Triệu Bân khẽ cười. Người cũng lợi hại đấy, dĩ nhiên Huyền Phong lão đạo sẽ không lật lọng. Kịch hay hạ màn. Đá thuộc về Triệu Bân. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều thay đổi. Tiểu bối bí ẩn này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Triệu Bân cầm lấy đá, xoay thân rời khỏi đó. Như hắn đoán trước đó. Phía sau có không ít theo đuôi, hắn nghĩ chỉ có vài khả năng, một là gia tộc Huyền Phong, hai là Thiên Tuyệt Điện, nhóm thứ ba ấy à, có lẽ là loại lòng dạ khó lường. Hắn ngang qua một con hẻm thì không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Người đi theo hắn ngơ ngác,
vò đầu bứt tóc, mẹ nó mất dấu rồi sao? Quay về sân, Triệu Bân đóng chặt cửa lại. Hắn đi vào thế giới vĩnh hằng, một chưởng đập vỡ hòn đá. Chất lỏng màu xanh giấu bên trong biến thành một đống lơ lửng trong không trung, sức sống dồi dào, hơn nữa còn có mùi hương thoang thoảng. Đây là cái gì? Triệu Bân bước đến trước, e là kiến thức mình hạn hẹp không biết đó là cái gì, hắn chỉ biết thứ này không đơn giản, đồ vật mà cây thần tạo hóa nhìn chúng đều không phải là vật tầm thường. Nói đến cây thần tạo hóa, hôm nay nó vô cùng kích động, một cành cây vươn ra từ trong người hắn như một xúc tu quấn lấy chất lỏng màu xanh, sau đó nuốt vào bụng. Triệu Bân nhìn vào trong thể phách thì thấy cây thần tạo hóa đang nảy mầm phát triển, cao hơn nửa mét, lá cây trong suốt, cành cây màu xanh ngọc đều có khí tức sinh linh, nuôi dưỡng bản thể khiến căn nguyên huyết mạch của hắn sôi trào, sức mạnh dồi dào va chạm loạn xạ trong cơ thể hắn khiến thể phách của hắn có chút đau đớn. Triệu Bân hoảng hốt ngồi khoanh chân lại, vận chuyển tâm pháp. Lại là cơ duyên, cây thần tạo hóa phải lột xác, hắn cũng được hưởng lợi rồi. Tiên lôi và long uyên sục sôi, vòng quanh cây thần tạo hóa mấy vòng, cũng hấp thu sức mạnh sinh linh để tôi luyện cơ thể. Hưng phấn nhất vẫn là cây thần tạo hóa, nhìn cành lá nó đung đưa thì biết đây đều làn công của chất lỏng màu xanh, đó không phải là chất lỏng bình thường, người nào biết nhìn hàng nếu thấy thứ này chắc sẽ phát cuồng lên mất. Đêm xuống, Triệu Bân mới tỉnh lại. Vừa bước ra khỏi giới vĩnh hằng thì nghe được tiếng gõ cửa. Hắn nhìn xuyên qua cánh cửa, là kẻ phá rối. Hắn cũng không có gì bất ngờ khi kẻ phá rối có thể tìm được đến đây, vì trước khi nhóc này đi đã từng để lại dấu vết trên người hắn, cậu dựa vào dấu vết đó để tìm đến đây. Nhưng hôm nay trông có vẻ hơi thảm, cũng không biết bị ai đánh mà cả người toàn là máu, bị đánh đến mức không nhận ra hình dạng. Không nghĩ nhiều, Triệu Bân mở cửa ra cho cậu vào trong. Phụt! Không đợi Triệu Bân kịp nói gì, kẻ phá rối đã phun máu rồi ngất xỉu tại chỗ. Triệu Bân nhíu mày. Nhớ tới ngày ấy, kẻ phá rối bỏ đi với vẻ mặt không dễ nhìn nên hắn đoán chừng là đã xảy ra biến cố gì đó. Một tay hắn ấn sau lưng đối phương, truyền sức mạnh huyết mạch sang, tiêu diệt sát ý, thuận tiện hóa giải nguy cơ, chữa lành vết thương cho đối phương. Không biết kẻ phá rối đã mở mắt lúc này, chưa cho Triệu Bân cơ hội mở miệng, tên này lôi gậy sắt ra, vung vẩy vài cái, đồng thời miệng cũng hét lớn. Con khỉ ấy, Triệu Bân vỗ bộc một cái lên người cậu. Bấy giờ kẻ phá rối mới tỉnh táo trở lại, nhìn thoáng qua bốn phía, trong đầu cũng nhớ ra là mình chạy trốn ra, vì vết thương quá nặng nên tới tìm Triệu Tử Long. Sau khi quan sát bên trong cơ thể, nhận ra vết thương không còn thì cũng đoán được ai chữa giúp mình. Triệu Bân mở miệng, bị ai đánh? Kẻ phá rối thu hồi suy nghĩ, túm chặt lấy Triệu Bân. Ngươi phải giúp ta. Chuyện gì? Huynh đệ kết nghĩa của ta bị bắt đi luyện đan rồi. Hèn gì ngươi lại sốt ruột bỏ đi như thế, Triệu Bân khoanh tay hỏi, thực lực đối phương thế nào? Hai động hư, một tầng 6 và một tầng 4, kẻ phá rối bổ sung, ta suýt bị hai người đó đánh chết rồi. Ngươi xác định chỉ có hai thôi đúng không? Xác định. Hay là, tìm thêm người giúp, Triệu Bân sờ cằm. Thêm ngươi là đủ rồi, kẻ phá rối nói, ta cũng không phải là cậy mạnh, cứu được huynh đệ kia của ta là ổn. Tên đó đánh nhau bá lắm, ba đánh hai. Chúng ta có thể bình an rút lui nếu không thắng mà. Vậy được. Hai người ra khỏi thành Thánh Hỏa, lao tới phía tây, tới trước một vực sâu thì dừng lại. Xung quanh nơi này có cây cối tùm nhưng nếu quan sát kỹ, chúng được sắp xếp theo quy luật nào đó. Triệu Bân dùng tiên nhãn quan sát, phát hiện có từng luồng năng lượng đang di chuyển giữa những cái cây, tạo thành một trận pháp để ngụy trang. Kẻ phá rối đánh một kích vào thân cây nằm ngay rìa vực thẳm. Quỳnh! Cây vừa bị hủy. Cảnh tượng vực thẳm bắt đầu trở nên méo mó, dần dần biến thành một khu rừng hoang sơ. Hóa ra đây là rừng ẩn trong rừng, dùng trận pháp để che mắt người khác, che đậy hang ổ. Là ở đây, kẻ phá rối nói rồi lôi hắc thiết côn ra. Triệu Bân ẩn thân, nấp mình ở một bên. Lão bất tử, lăn ra đây. Kẻ phá rối chặn ở lối ra mà gào. Lại là danh con nhà ngươi, vẫn còn sống à, một lão già mặc áo bào vàng bước ra từ trong rừng. Là động hư tầng 4. Triệu Bân đang nấp quan sát, không thấy người thứ hai ra, nếu hắn đoán không nhầm thì một tên khác đang luyện đan, thế cũng tốt, tạm thời không ra thì họ sẽ diệt từng tên. Tên áo vàng chưa phát hiện hắn, hắn cũng không hiện thân, đối đầu với cảnh giới động hư, một kích giết được mới có thể an toàn, còn muốn đấu trực diện, có hắn với kẻ phá rối cũng không chắc thắng được lão già này. Kẻ phá rối đã bắt đầu đánh nhau với lão già áo vàng,
kẻ phá rối rơi vào thế yếu. Thật ra cũng không phải tên nhóc này không đủ mạnh mà do sự chênh lệch tu vi quá lớn, nhưng nói nữa thì tên này chịu đánh khá đấy. Ép lão dùng pháp khí bản mệnh đi. Được. Triệu Bân và kẻ phá rối truyền âm cho nhau. Kẻ phá rối dùng hắc thiết côn khuấy đảo phong vân, biến thành kẻ liều mạng khiến lão già áo vàng bị dồn ép tới mức phải dùng ra pháp khí bản mệnh. Đó là một cái ấn màu vàng, cực kỳ giống ngọc tỷ ở phàm giới, hoa văn kỳ dị, nặng như núi lớn. Kẻ phá rối vừa rồi còn nhảy nhót tức khắc bị đè tới mức lảo đảo. Chân áp cho ta, lão già áo vàng hừ lạnh, điều khiển ấn đè ép từ trên xuống. Pháp khí bản mệnh ly thể, xem ta có chém đầu ngươi không nào. Triệu Bân cầm Long Uyên lao ra. Keng! Người tới kiếm tới. Triệu Bân không chừa đường lui cho đối thủ, chém bay đầu đối phương cùng với nguyên thần. Làm tốt lắm, kẻ phá rối đã đứng vững trở lại. Cậu nói mà, tìm Triệu Tử Long tới là chuẩn không cần chỉnh, đừng nhìn tu vi hắn thấp mà lầm, chiến cực đấy. Tốc chiến tốc thắng đi, hai người lao vào trong rừng, nơi này có một tòa địa cung, một lão già mặc áo bào trắng đen như vòng tròn âm dương đang ngồi luyện đan. Bên trong lò đan vang lên tiếng nói, ngon thì thả ta ra đấu tay đôi đi. Giọng nói trẻ con mắng to khiến lò luyện đan run lên. Lão già áo âm dương như không nghe thấy, liên tục bỏ thêm nguyên liệu luyện đan vào, lão ta muốn luyện ra một viên huyết đan nên cần người sống làm thuốc dẫn, phải luyện người sống trong lò thành đan. Cửa đá bỗng bị đá văng, là Triệu công tử và kẻ phá rối, hai người lao vào như tia chớp. Lão già quay ngoắt lại, thấy kẻ phá rối thì cười âm hiểm, nhóc con, còn sống à? Huyết mạch danh con này không tầm thường, cũng hợp làm đan dẫn, còn tên tiểu tiên kia ném cho tòa kỵ nhấm nháp cũng là lựa chọn khá tốt. Đàn đàn, là người sao, trong lò truyền ra tiếng hỏi. Ca tới cứu người, kẻ phá rối nắm chặt hắc thiết côn. Cứu con khỉ, mau chạy đi. Chúng ta đã kết bái rồi, không cầu sinh cùng năm cùng tháng. Mẹ kiếp để ta nói hết chứ, kẻ phá rối chưa nói xong là lão già đã tung trường. Triệu Bân và kẻ phá rối cùng nhau độn trốn, đồng thời, Triệu Bân còn mở thể ánh sáng làm lóa mắt lão già âm dương. Lão già chợt nhắm tịt mắt lại vì đau đớn do thể ánh sáng gây ra, nhân cơ hội đó, Triệu Bân chạy tới gần lò luyện đan, hất tung phần chân, cứu người bên trong ra, nào ngờ đối phương cũng là người quen của hắn, bé khò khò. Sau khi bé khò khò bò dậy, Triệu Bân và kẻ phá rối cũng đã đứng cạnh, cả ba biết mình không phải đối thủ của lão già âm dương, họ lo đối phương còn có viện binh, nên nhanh chóng tung hết tuyệt chiêu, đao quang, kiếm ảnh, trường ấn. Tất cả đều đánh về phía lão già. Công nhận, đánh hội đồng luôn là chiêu thức tốt khi gặp kẻ thù mạnh, sau khi mọi ánh sáng đã tắt, lão già âm dương đã chết, lão ta còn trợn trừng mắt với vẻ mặt khó tin nổi. Cảm ơn ngươi, kẻ phá rối và bé khò khò nói. Không có gì, Triệu Bân cũng chẳng quá để bụng. Bất chợt, bé khò khò nói ra một thông tin khiến Triệu Bân mừng húm, ta vừa biết được ở đây có một trận truyền tống tới thẳng phòng tu luyện của Thánh Hỏa Điện. Triệu Bân có chút bất ngờ, thật sao? Đúng vậy. Thật ra ban đầu ta cũng có nghe nói, nhưng mà tới đây rồi mới xác nhận được, có điều trận truyền tống này chẳng có ích gì với chúng ta cả. Các ngươi thì không nhưng ta thì cần nó lắm, cảm ơn nhé. Kẻ phá rối lên tiếng, nếu vậy thì ngươi dùng đi, ta và bé khò khò nhặt chiến lợi phẩm rồi có việc cần làm, dù sao hôm nay cũng cảm ơn ngươi. Nói rồi hai người vẫy tay chào Triệu Bân. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Triệu Bân, hắn đi qua một hành lang bên trái, tới thẳng truyền tống trận. Dùng trăm viên tiên thạch kích hoạt. Sau vài giây, hắn xuất hiện ở sau bức bình phong của một căn phòng tu luyện. Nơi này không khác những phòng tu luyện khác là mấy, chỉ có lò luyện đan và vài cái nệm để tĩnh tọa. Nhưng mà số hắn đúng là may mắn, vừa tới nơi đã đụng ngay Hắc Sơn lão ma, lão ta vừa hoàn thành việc tu luyện, đang mở mắt ra nhìn hắn. Ngươi là ai? Đến đây có việc gì? Có lẽ do thấy thực lực của Triệu Bân quá yếu nên lão ta chẳng hề lo lắng khi có người đột nhiên trà trộn vào. Bẩm tiền bối, ta tên Triệu Tử Long, mong tiền bối thứ lỗi vì đã đường đột mạo phạm thế này. Vãn bối muốn gặp tiền bối để xin đèn trường minh, giá cả thế nào cũng được, mong tiền bối suy xét giúp cho. Hắc Sơn lão ma có thể nhìn ra được Triệu Bân có huyết mạch đặc thù, còn là loại nghịch thiên, trong mắt lão ta hiện lên sự tham lam nhưng lại nhanh chóng bị đè ép xuống. Dù thực lực tên này yếu kém nhưng nếu dám một mình xông vào đây bằng đường bí mất thì lại lịch chắc chắn phi phàm, sau lưng hiển nhiên có căn cơ hùng hậu. Thế nên phải cẩn thận đối đãi, hắn mà xảy ra chuyện ở đây, e là Thánh Hỏa Điện sẽ bị thế lực phía sau trả thù mất. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng mà.
500 vạn, Hắc Sơn lão ma lên tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.